Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Trường 106 rơi vào hiểm cảnh suy luận của ánh hạ. Hơn nữa, hầu hết những người này đều có trang bị súng hoặc dao trong tay. Những người này, tất nhiên, không ai khác chính là thành viên của băng hổ báo. Cao Kim Bình đã đích thân đưa toàn bộ lực lượng băng hổ báo tới đây tập trung quanh thung lũng ngạc na. Hôm nay, toàn bộ lực lượng băng hổ báo đã xuất đầu lộ diện với quân số không dưới 1.000 người. Tạ Ngọc Liên cũng đã đưa hàng trăm người từ Trương Gia đến đây. Trong thời gian gần đây, Lệ Uy Long đã nhiều lần khiến Trương Gia phải hoảng sợ và mất mặt. Bây giờ họ đã có cơ hội chứng kiến kẻ thù bị tra tấn đến chết. Trương Gia chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ nó. Thung lũng ngạc na vốn luôn ảm đạm và đáng sợ này bỗng nhiên lại vô cùng náo nhiệt vào tối nay. Quy mô cuộc tập kích có thể nói là lớn chưa từng có ngay cả trong thời kỳ những năm 1960-1970 khi các tù nhân bị xử tử tập thể với quy mô lớn, cũng không hề có nhiều người xem đến vậy. Để ngăn ai đó dò dỉ ra thông tin về vụ hành quyết bí mật Lê Uy Long, ngay từ đầu Hoàng Minh Yên đã yêu cầu Cao Kim Bình gửi ai đó đến để bảo vệ riêng cho ông ta. Mọi người một khi đã bước vào thung lũng ngạc na sẽ phải tắt hết điện thoại di động và giữ tất cả chúng ở một nơi khác. Mục đích của việc này là để ngăn những người hiếu kỳ này chụp ảnh, quay video và những thứ tương tự. Ngoài ra, bọn chúng còn sắp xếp một nhóm nhỏ chịu trách nhiệm lục soát cơ thể để ngăn mọi người mang theo máy ảnh loại nhỏ hay camera giấu kín. Chỉ cần trong số hơn 1.000 người này có một ai đó đăng các bức ảnh hoặc video lên mạng xã hội, đó sẽ là một rắc rối lớn. Do đó, Hoàng Minh Yên cần phải duy trì bảo mật nghiêm ngặt, cẩn trọng hết sức để xử tử Lê Uy Long một cách bí mật, nhanh gọn, không để cho anh có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời vào ngày mai. Tất cả những người bước vào thung lũng ngạc na, bao gồm cả thủ lĩnh Cao Kim Bình và bà Tạ Ngọc Liên đứng đầu trương gia, đều phải giao nộp điện thoại di động của họ. Audio điện tử võ tấn bền Để đảm bảo công bằng, chính Hoàng Minh Yên khi đến thung lũng ngạc na cũng đã chủ động tắt điện thoại di động và giao nó cho một đội ngũ bảo vệ chuyên dụng. Ngay cả giám đốc Hoàng cũng dẫn đầu trong việc tắt điện thoại và giao nộp nó. Dĩ nhiên, tay sai của ông ta cũng không dám giấu riêng điện thoại đi. Tất cả họ đều tắt điện thoại và trao cho đội bảo vệ. Để ngăn chặn bất kỳ tai nạn không mong muốn nào xảy ra, Cao Kim Bình cũng bố trí cho nhiều người triển khai phòng thủ trên những ngọn núi xung quanh và tăng cường bảo vệ ở lối vào của thung lũng ngạc na. Nhìn chung, có thể nói rằng kế hoạch hành động tối nay của bọn chúng rất kỹ lưỡng và chu toàn. Dày công chuẩn bị như vậy, chính là vì bọn chúng không muốn giết Lê Uy Long chỉ bằng một phát bắn mà muốn hành hạ, cha tấn anh từ từ, khiến anh sống không bằng chết, rồi cuối cùng sẽ phải chết trong sợ hãi và đau đớn cùng cực. Ngay khi Lê Uy Long bị đưa vào thung lũng này, nhìn thấy cả ngàn người từ băng hổ báo và gia đình họ trương, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Kế hoạch hành động của chúng đã vượt quá trí tưởng tượng của Lê Uy Long. Anh không ngờ chỉ vì muốn giết được anh mà bọn họ phải chuẩn bị kế hoạch công phu như vậy. Điều này thực sự khiến cho Lê Uy Long, một người luôn mạnh mẽ và bình tĩnh, bỗng cảm thấy lo lắng vô cùng. Anh không sợ chết, nhưng chuyện lần này còn có liên quan đến tính mạng Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng. Nó đã không còn là vấn đề cá nhân nữa. Nói gì thì nói, anh cũng phải dốc hết sức bảo vệ họ. Lúc này, Nhược Mai, Tú Hằng và Tường Ninh cũng đã trông thấy rất nhiều người đáng sợ đứng đầy xung quanh, họ bắt đầu run rẩy sợ hãi. Họ chưa bao giờ phải trải qua một tình huống như vậy. Ai cũng gần như ngất đi vì kinh sợ, trong những tiếng gieo hò cổ vũ rầm trời, Chu Nhược Mai, một tường ninh và Nguyễn Tú hàng lần lượt bị trói vào một cái cây lớn ở giữa thung lũng ngạc na. Ba người con gái tuyệt đẹp đã bị trói vào cùng một cây. Trong lòng họ kinh hãi tột độ, tự hỏi Hoàng Minh Yên tại sao lại làm vậy với mình. Một mình Lê Uy Long cũng bị trói vào thân cây khác. Sau khi đám chân tay của băng hổ báo trói xong bốn người họ vào những cái cây, tiết mục tra tấn Lê Uy Long cũng chính thức bắt đầu. Lê Uy Long, Chẳng phải mày đã nói sẽ phá hủy trương gia chúng tao để trả thù cho thằng cha già chết tiệt của mày sao? Thật đáng tiếc, bây giờ chính mày đã trở thành tù nhân, tao sẽ chống mắt lên xem mày có thể làm gì để tiêu diệt trương gia tao đây." Một người trong gia đình họ Trương đứng gần đó hét lớn, cố gắng làm nhục Lê Uy Long. "Ha ha, thằng khốn này đã trở thành tù nhân, đến mạng nó còn chẳng giữ được thì làm sao có thể phá hủy trương gia mấy người chứ?" Cao Kim Bình vừa nói vừa cười lớn. Lê Uy Long chó chết. Là tao đã giết bố mày đấy. Mày làm gì được tao nào? Bây giờ mày đã nằm trong tay chúng tao rồi. Ha ha, Trương Minh Trí cũng đắc ý vinh váo vào lúc này. Lê Uy Long, người dám chạy đến nhà họ Trương ngày hôm đó và công khai phế tự con trai ta. Tối nay, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Phan Hoài Lan thấy Lê Uy Long bị trói chặt và tay vẫn đeo cùng sắt thì không còn e sợ anh nữa, vinh mặt hớn hở nói. Thằng khốn nạn! mày đã giết rất nhiều anh em của băng hổ báo, tối nay, tao sẽ bắt mày nợ máu phải trả bằng máu. Lưu Bảo Thục cũng có mặt và nói thêm vào với vẻ giận dữ. Chấm chấm. Lệ Uy Long im lặng nhìn những kẻ thù này dương dương tự đắc, không hề bác bỏ lời chúng, anh sẽ để chúng được kiêu ngạo thêm một lúc nữa. Lúc này anh đang âm thầm chờ đợi, đợi sư đoàn của sĩ quan Lưu Sông đến. Trước khi họ đến đây, tốt nhất không nên manh động mà chọc giận bọn chúng điều đó chỉ khiến chúng tăng máu não và nhanh chóng đẩy anh vào chỗ chết thôi lúc này tốt hơn hết là hãy yên lặng chịu đựng anh liếc nhìn xung quanh một cách cẩn thận và thấy cao kim bình thủ lĩnh cao nhất của băng hổ báo cùng với võ trung hiếu và bốn thủ lĩnh khu vực của băng đảng đó đều có mặt tất cả các thành viên trương gia cũng đã đến tạ ngọc liên trương minh nhị phan hoài lan và trương minh trí đều có mặt và thậm chí cả tay sai của trương minh trí người có liên quan đến vụ giết cha anh Trương Minh Phú cũng đang ở đây. Nếu sư đoàn chiến đấu của Lưu Bảo Kim có thể đến kịp lúc, họ có thể giết tất cả chúng chỉ trong một phút. Chấm chấm. Sau khi vội vã trở lại sở cảnh sát thành phố, Ánh Hạ đã hỏi các đồng nghiệp của mình và biết rằng Lê Uy Long và những người khác đã không hề được đưa đến đây. Các đồng nghiệp của cô thậm chí còn không biết gì về vụ bắt giữ Lê Uy Long của Giám Đốc Hoàng. Trong lòng Ánh Hạ cảm thấy rất kỳ lạ, tính thời gian nếu Giám Đốc Hoàng đến bắt Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và những người khác ở bệnh viện, sau đó quay trở lại sở cảnh sát thì đáng lẽ ra họ đã đến đây từ lâu rồi. Hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Sau khi chờ đợi thêm vài phút, Ánh Hạ vẫn không nghe được chút tin tức nào về việc Lê Uy Long được đưa về sở cảnh sát, một linh cảm đáng ngại dần xuất hiện trong đầu cô. Trước giờ, Hoàng Minh Yên luôn hành động bí mật, việc gì liên quan đến ông ta cũng chỉ có mình ông ta biết. Hơn nữa, lần này ông ta không chỉ bắt lê uy long mà còn bắt giữ cả chu nhược mai ngô tường ninh và nguyễn tú hằng nữa sự việc bất thường này khiến ánh hạ lo lắng rằng hoàng minh yên bắt người đi là vì có mục đích khác cô từ lâu đã nghi ngờ ông ta có quan hệ bất chính với băng hổ báo trương gia và nhiều thế lực lớn khác trong thành phố tuy nhiên cô không thể tìm thấy bằng chứng cho nghi vấn này hơn nữa ánh hạ cũng nghi ngờ rằng trong vụ án của dương văn đoàn hoàng minh yên cũng có liên quan có thể ông ta đã thực hiện một số thủ đoạn để phá hủy các bằng chứng, giúp gia đình họ Trương và băng hổ báo thoát tội. Cổ thực Lê Uy Long gần đây đã có hiểm khích với băng hổ báo và Trương gia, cô nghe nói anh ta đã đe dọa sẽ tiêu diệt hai thế lực này để trả thù cho người cha đã chết của mình. Bây giờ Lê Uy Long lại đột nhiên bị bắt và hiện không rõ tung tích, có khi nào Hoàng Minh Yên đã bắt anh ta để giao nộp cho người của băng hổ báo hay Trương gia không? Càng nghĩ, ánh hạ càng cảm thấy lập luận của mình thêm phần chắc chắc là đội trưởng của đội điều tra, khả năng suy luận của cô dĩ nhiên xuất chúng hơn người thường. Lệ Uy Long đã từng chặn đạn cho ánh hạ và cứu mạng cô nhiều lần, anh ấy là ân nhân của cô. Hiện giờ nguy cơ cao là anh đang gặp nạn, cô chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy, ánh hạ ngay lập tức đến phòng giám sát và kiểm tra các camera an ninh cũng như các tác vụ di chuyển trong ngày từ văn phòng Hoàng Minh Yên. Cô đã nắm rõ khoảng thời gian Hoàng Minh Yên đưa Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và những người khác từ bệnh viện đi. Nhờ đó, cô có thể dễ dàng tìm thấy tuyến đường mà đoàn xe của ông ta đi qua. Qua kiểm tra lịch trình của hệ thống giám sát, Ánh Hạ đã rất ngạc nhiên khi thấy đoàn xe của Hoàng Minh Yên đã đi đến vùng ngoại ô phía đông thành phố. Trong đầu cô bất giác hiện lên vô số câu hỏi, Hoàng Minh Yên tại sao lại đưa Lê Uy Long và những người khác tới vùng ngoại ô? Ông ta định sẽ làm gì họ ư? Cô tiếp tục theo dõi chi tiết hành trình của họ thông qua máy giám sát, nhận ra khi vừa đến một khu vực hẻo lánh trên địa đồ, đoàn xe bỗng biến mất trên con đường núi, từ đây máy giám sát không còn hoạt động và đoàn xe dường như hoàn toàn biến mất. Sự việc không bình thường này khiến ánh hạ càng thêm phần chắc chắn rằng Hoàng Minh Yên có ý định thực hiện những chuyện xấu xa, không muốn ai biết được. Nhưng vì máy giám sát dừng tín hiệu tại khu vực đó, nên cô vẫn không thể chắc chắn ông ta sẽ đưa nhóm Lê Uy Long đi đâu. Ánh Hạ muốn biết liệu có ai khác đi đến vùng ngoại ô phía đông tối nay không, vì vậy cô đã nhanh chóng kiểm tra hệ thống giám sát buổi tối trên toàn bộ địa bàn thành phố. Sau khi kiểm tra, cô càng thêm phần kinh ngạc khi thấy rằng vào tối nay, có một nhóm lớn các phương tiện đều tiến về phía đông của vùng ngoại ô. Số lượng phương tiện đi về khu vực này không dưới 500 xe. Cô kiểm tra biển số xe và thấy rằng đó đều là những chiếc xe thuộc băng đảng hổ báo. Chương 107 đơn độc sư đoàn của Lưu Bảo Kim. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Dường như toàn bộ lực lượng Băng Hổ Báo đều đã xuất quân ra ngoài. Sau khi xem xét một lúc, ánh hạ thấy rằng một đoàn xe thuộc quyền sở hữu của Trương gia cũng đang đi về phía đông của vùng ngoại ô. Những phương tiện này, sau khi rời vùng ngoại ô 15 cây em, đã rẽ vào một đường núi, từ đây không còn tín hiệu của máy giám sát nữa. Nhìn thấy đoàn xe của Băng Hổ Báo Trương Gia và Hoàng Minh Yên đi theo cùng một hướng, rẽ vào con đường núi cách đó 15 cây em, rồi biến mất dạng. Ánh Hạ càng chắc chắn rằng Hoàng Minh Yên đã thông đồng với băng hổ báo và gia đình họ Trương để hãm hại Lê Uy Long. Nếu không, làm sao lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy? Tại sao mà tất cả bọn họ đều hướng đến con đường núi đó? Lúc này, Ánh Hạ đột nhiên nhớ ra rằng có một khu hành quyết cũ nằm cách vùng ngoại ô 20 km về phía đông thung lũng Ngạc Na. Phải, nếu chính xác thì, con đường núi này sẽ dẫn đến thung lũng ngạc na. Ngay lập tức, ánh hạ hiểu ra rằng Hoàng Minh Yên đã đưa Lê Uy Long và nhóm của anh ta đến thung lũng ngạc na để giết người. Họ muốn bí mật xử lý Lê Uy Long ở một nơi hẻo lánh không nằm trong tầm kiểm soát của hệ thống máy giám sát nhằm che đậy tội ác của mình. Ánh hạ quả thực không hổ danh là đội trưởng của đội điều tra, khả năng suy luận của cô không phải dạng vừa. Sau khi đã hiểu rõ kế hoạch của Hoàng Minh Yên, Ánh Hạ lập tức đi thông báo lại với những người trong sở cảnh sát những gì cô vừa tìm thấy. Khi mọi người nghe được chuyện này, tất cả họ đều kinh ngạc. Họ không ngờ Ánh Hạ thậm chí dám bí mật điều tra hành động của giám đốc sở. Giám đốc Hoàng có thể đã thông đồng với băng hổ báo và Trương gia. Ông ta muốn nhân cơ hội này diệt trừ Lê Uy Long cùng với những người thân cận của anh ta một cách bí mật. "Mọi người hãy theo tôi đến Thung Lũng Ngạc Na để cứu người." Ánh Hạ lo lắng nói. "Đội trưởng đầu của cô có vấn đề rồi sao? Muốn chúng tôi chống lại người đứng đầu sở. Cô đúng là điên rồi, đừng có bắt chúng tôi phải điên theo chứ. Phải phải, cô nghĩ mình là ai mà dám chống lại ông ấy chứ? Muốn làm nữ anh hùng sao? Băng hổ báo đã huy động tất cả lực lượng tập trung tại thung lũng ngạc na. Bây giờ cô bắt chúng tôi đến đó khác nào muốn đẩy chúng tôi đến chỗ chết? Không phải là chúng tôi không muốn đi với cô, nhưng chúng tôi còn có gia đình, chúng tôi không muốn phải vùi xác ở nơi khỉ khô cỏ gáy đó đâu. Cô đang quá liều lĩnh đấy, thích thì cứ đi một mình, đừng có kéo chúng tôi theo. Lê Uy Long chẳng qua cũng chỉ là một gã vô dụng yếu ớt, anh ta đã ngu ngốc khi dây vào đám xã hội đen và gia đình giàu nhất thành phố, bây giờ phải gánh lấy hậu quả thôi. Vì một kẻ như thế mà phải hy sinh mạng sống của mình, có đáng không? Tất cả các cảnh sát khác đều chề môi nói với vẻ khinh bỉ, không ai chịu đứng ra giúp đỡ ánh hạ họ không thuộc nhóm điều tra, nên tất nhiên họ sẽ không phải nghe lời cô. Hơn nữa, kêu họ chống lại Hoàng Minh Yên Ư, chẳng ai trong số họ có lá gan lớn đó. Và lại, theo lời trình bày của ánh hạ, chuyện lần này có liên quan đến gia đình họ Trương và băng đảng hổ báo, làm sao họ dám xúc phạm đến hai thế lực mạnh nhất ở thành phố Quốc Hòa. Ánh hạ thấy không một ai trong số họ chịu giúp đỡ mình, cô cũng đành bất lực. Suốt cuộc, cô cũng chỉ là một đội trưởng của đội điều tra nhỏ bé và không có quyền ra lệnh cho họ nếu bọn họ không đi cô sẽ tự đi ánh hạ là một cảnh sát có trách nhiệm cao với nghề có ý thức về bảo vệ công lý cô nhất định sẽ không ngồi yên nhìn kẻ xấu lộng hành cho dù hoàng minh yên này có là giám đốc sở cảnh sát thành phố đi nữa nếu ông ta dám vi phạm pháp luật làm ra những việc xấu xa cô vẫn quyết tâm phải phô bày tội ác của ông ta ra trước ánh sáng do đó Mặc cho những lời can ngăn, ánh hạ ngay lập tức trở lại văn phòng làm việc của mình và tìm lấy một vài khẩu súng cùng đạn dược. Dĩ nhiên cô biết rằng chuyến đi đến thung lũng ngạc na lần này là lành ít dữ nhiều. Vì vậy cô đã không yêu cầu cấp dưới của mình từ phòng điều tra đi theo. Ánh hạ quyết định sẽ đi một mình đến thung lũng ngạc na đó, giải cứu Lê Uy Long, Chu Nhược Mai vợ anh ta, và những người khác nữa. Sau khi mang đủ súng đạn, cô lái xe một mình lao về phía thung lũng ngạc na, bất chấp thần chết đang lăm lăm lưỡi hái trên đầu sau khi ánh hạ phóng xe đi được hơn 10 phút bất ngờ có những tiếng gầm rú và âm thanh rầm rĩ vang lên dữ dội bên ngoài tòa nhà trụ sở cảnh sát thành phố tiếng ồn bất ngờ này làm cho tất cả những cảnh sát có mặt ở đó được một phen bàng hoàng họ thậm chí còn tưởng rằng đó là một trận động đất bên ngoài có chuyện gì vậy không biết không phải đêm hôm thế này người ta vẫn xây sửa cái gì đó chứ không phải xây sửa nhà cửa gì đâu, tiếng động lớn như vậy cơ mà. Ra ngoài xem, những cảnh sát trực đêm bàn tán ẩm ý rồi quyết định ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra. Khi ra đến cửa, bọn họ hoàn toàn bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Vô số xe tăng hạng nặng, xe bọc thép và xe quân sự đang bao vây sở cảnh sát, hàng dài những chiến binh tinh nhuệ được trang bị những vũ khí tối tân đứng nghiêm trang bên cạnh. Hàng xe tăng và xe bọc thép nối đuôi nhau kéo dài tưởng chừng như vô tận. Khuôn mặt của những cảnh sát đứng bên ngoài cửa tái nhợt, chân họ cũng run lên. Toàn bộ số nhân viên hiện tại có mặt tại sở cảnh sát đều đổ dồn ra phía trước nhìn sự kiện chưa từng có trong tiền lệ ở đây. Họ không những chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt một cuộc diễu hành hoành tráng mà còn không thể nghĩ đến sẽ có ngày sở cảnh sát lại bị bao vây bởi một đoàn quân vũ trang hùng mạnh như thế. Cái quái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một cảnh sát run rẩy nói. Bọn họ định nhìn nát sở cảnh sát đấy à? Một viên cảnh sát khác run giọng hỏi. Đội quân hùng hậu này từ đâu đến vậy? Thêm một cảnh sát bối rối hỏi. Lúc này hai vị tướng lĩnh uy phong của đội quân đang tiến đến trước cửa văn phòng. Từ họ toát ra một phong thái bức người khiến ai ai cũng đều khiếp sợ. Một trong hai người này là Lưu Bảo Kim, sư đoàn trưởng sư đoàn của chiến trường phía Tây, và người kia là Thiên Thành, vị tướng giả mạo của đội quân Đại Long nổi tiếng gần đây mà người ta đang đồn thổi. Thiên Thành nhận điện thoại của Bích Loan, biết rằng Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và những người khác đã bị cảnh sát bắt đi liền lập tức hạ lệnh cho Lưu Bảo Kim tiến vào thành phố. Phần Minh, anh ta lập tức rời khách sạn, gặp Lưu Bảo Kim ở giữa đường và cùng đi tới sở cảnh sát. Nhóm cảnh sát chỉ nhận ra Thiên Thành còn không biết vị tướng lĩnh còn lại kia là ai. Tất cả đều thắc mắc, nghi ngờ, không hiểu tại sao thiên thành vốn chỉ là một binh sĩ ba sao giả mạo lại có thể đứng ở đây cùng thống lĩnh một đội quân hùng mạnh như thế không phải hắn ta chỉ là một sĩ quan giả mạo của quân đội đại long sao nghĩ đến đây tất cả mọi người đều giật mình hoàng minh yên đang ở đâu hãy gọi ông ta ra ngoài thiên thành hét lớn hoàng giám đốc hoàng không có ở đây một cảnh sát run rẩy nói không có ở đây không phải ông ta đang trốn đấy chứ thiên thành đã nghe nói lê uy long đã bị hoàng minh yên bắt đi vậy làm sao ông ta lại không có ở trong sở cảnh sát không không ông ấy thực sự không ở đây viên cảnh sát lắp bắp vậy ông ta đang ở đâu thiên thành hỏi lại chúng tôi cũng không biết mấy viên cảnh sát đồng thanh nói các anh tìm giám đốc hoàng có vấn đề gì vậy một cảnh sát khác có vẻ mạnh dạn hỏi chúng tôi muốn ông ấy giao lê uy long ra thiên thành nói rõ ràng từng tiếng các anh muốn Lê, Lê Uy Long làm gì vậy? Nhóm cảnh sát tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, vì một gã con rể nghèo hèn của nhà họ Chu mà phải huy động tới tận một sư đoàn hùng tráng đi vây bắt sao? Đây không phải việc của các anh. Nhưng, Lê Uy Long thực sự không có ở đây. Chương 108 Thung lũng ngạc na. Vậy anh ta đang ở đâu? Chúng tôi cũng không biết. Đầu óc của họ gần như bị tê liệt vì sợ hãi trước đội quân hùng mạnh đang bao vây sở cảnh sát nên tạm thời họ không thể nhớ ra ánh hạ đã nói rằng hoàng minh yên đã đưa lê uy long đến thung lũng ngạc na các anh thật là can đảm đấy tới lúc này vẫn còn muốn giấu lê uy long mà không chịu giao anh ta ra các anh có muốn thấy sở cảnh sát của các anh bị san bằng không đấy lúc này lưu bảo kim người luôn im lặng từ khi đến cũng lên tiếng mặc dù ông ta không thốt một tiếng nào từ lúc đến tới giờ nhưng con người ông ta toát ra một phong thái kiêu hùng cứng cỏi ngay từ đầu nhìn vào đã biết ngay ông ta không phải là một nhân vật đơn giản, dễ sơi. Chúng tôi thực sự không biết, nếu các anh không tin, các anh có thể lục soát như các anh muốn. Đám cảnh sát lép vế đành xuống nước. Tìm anh ta cho tôi. Lưu Bảo Kim không muốn đôi co vô tác dụng với những người này bèn hạ lệnh cho thuộc cấp sông vào tìm kiếm. Một nhóm sĩ quan nhận lệnh lập tức chạy vào bên trong thi hành nhiệm vụ. Vài phút sau, bọn họ chạy ra ngoài thông báo với chỉ huy rằng không tìm được lê uy long ở đó lưu bảo kim và thiên thành đều cau mày một linh cảm đáng ngại dâng lên trong lòng họ tôi sẽ tìm kiếm vị trí của lê soái ngay lập tức bằng nhiều cách trong vòng một phút sẽ có kết quả ngay lưu bảo kim lo rằng chúng sẽ nhanh tay thủ tiêu lê uy long nên lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ bằng mọi cách phải tìm ra nơi ở của lê uy long không được chậm trễ tuân lệnh các binh sĩ nhận lệnh bắt đầu xác định vị trí tín hiệu di động của Lê Uy Long. Đồng thời, họ cũng sử dụng ảnh chụp từ vệ tinh không gian để tìm kiếm tung tích vị chủ soái. Đám cảnh sát nhìn nhau không hiểu, suốt cuộc họ đang nói về ai, Lê Soái nào, ngoài giám đốc Hoàng Minh Yên và Lê Uy Long họ còn tìm một Lê Soái nào nữa. Lúc này, tại thung lũng ngạc na, Lê Uy Long, bây giờ cậu không còn gì để nói sao? Tạ Ngọc Liên hỏi khi thấy Lê Uy Long im lặng, không mở miệng đối đáp với những lời khiêu khích sung sướng của nhóm người kia. Tôi muốn biết ai lại có cái năng lực có thể chỉ đạo hẳn giám đốc công an thành phố đưa tôi đến đây như vậy. Lệ Uy Long muốn kéo dài thêm thời gian, chờ đợi đội quân của Thiên Thành và Lưu Bảo Kim đến, vì vậy anh cất lời hướng về phía Tạ Ngọc Liên. Đồng thời đó cũng chính là câu hỏi anh muốn biết, kẻ đứng trong bóng tối hạ lệnh được cho Hoàng Minh Yên sắp xếp việc này ắt hẳn không phải một kẻ tầm thường. Một câu hỏi hay, dù sao cậu cũng sắp chết tôi không ngại nói cho cậu biết kẻo đến khi chết rồi cậu lại không thể nhắm mắt nổi tạ ngọc liên mỉm cười khinh miệt vậy nói xem đó là ai lê uy long hỏi lại đó là con trai cả của ta trương minh thành tạ ngọc liên đắc thắng dù sao tối nay lê uy long cũng phải bỏ mạng nơi này nên bà ta không ngại khoe con trai cả trương minh thành của mình hóa ra là ông ta lê uy long cũng đoán rằng đó có thể là trương minh thành bí thư thành ủy con trai cả trong gia đình nhà họ Trương, nên anh tỏ vẻ không quá ngạc nhiên. Phải làm sao cho tất cả các nhân vật đứng trong bóng tối của họ Trương, bang hổ báo, sở cảnh sát phải dần xuất đầu lộ diện. Bây giờ, đã xác định thêm được Trương Minh Thành nhưng quân đội của anh vẫn còn chưa đến. Trò chơi này đã trở thành một trò nguy hiểm. Khi nói với Thiên Thành về kế hoạch này, Thiên Thành đã cực lực phản đối, lo rằng anh sẽ gặp nguy hiểm. Có vẻ như lo lắng của Thiên Thành không phải là thừa. Lê Uy Long, bây giờ thì mày đã biết năng lực của nhà họ Trương chúng ta chưa? Mày muốn đối đầu với Trương ra sao? Thật đúng là châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Bây giờ thì mày có thể làm gì? Bác tao nhấc một cánh tay là có thể khiến mày chết không có chỗ để chôn ngay lập tức. Lúc này, Trương Minh Chí lại nhảy ra, chỉ vào Lệ Uy Long và nói. Đúng thế, Trương gia của chúng tao muốn giết mày dễ như giết một con kiến. Trương Minh Nghị lặp lại. Lệ Uy Long, mày chỉ nên trách bản thân quá kiêu ngạo. Mày chắc chưa bao giờ nghe nói tới một lãnh đạo cao cấp như vậy của thành phố lại là người của Trương gia phải không? Hoàng Minh Yên cũng nhân cơ hội xen vào nịnh bợ. Hoàng Minh Yên, ông vốn là giám đốc công an thành phố mà lại thông đồng, bắt tay với gia đình họ Trương và bọn xã hội đen bang hổ báo. Ông lạm dụng quyền lực bắt giữ và mang tôi đến đây. Ông không sợ có ngày phải đứng trước vành móng ngựa mà đền tội sao? Lê Uy Long cao giọng chất vấn ha 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 mày quá ngây thơ ngay cả khi có ngày đó thì tao sợ cái gì bí thư trương minh thành ủng hộ tao kẻ nào có thể sờ gáy tao được sự kết giao của tao trương gia và bang hổ báo không phải mới một hai ngày miễn là chúng tao hợp tác cùng nhau một tay che trời thành phố này ai có thể làm gì được hoàng minh yên cười lớn ác giả ác báo quả báo thường đến muộn nên những kẻ như chúng mày thường nghĩ rằng là không có một khi quả báo đến rồi chúng mày có chạy đằng trời cũng không thoát lê uy long nói hùng hồn anh đã quyết nhất định phải bắt kẻ thao túng phía sau trương minh thành phải chết thật sao dù sao thì mày cũng sắp chết nên tao sẽ cho mày biết tường tận luôn chính tao đã giúp trương gia và bang hổ báo xóa mọi dấu vết vụ án của cha mày vậy mà tao chờ chờ mãi còn chưa thấy cái quả báo mà mày nói ấy xuất hiện ở đâu hoàng minh yên dài giọng mỉa mai Lệ Uy Long không ngạc nhiên khi nghe Hoàng Minh Yên chính miệng nói ra điều này, bởi vì anh đã biết chuyện đó từ lâu. Mày luôn kiêu ngạo nghĩ rằng bản thân mày không ai đụng đến được sao. Nhưng mày không biết đối với chúng tao mạng mày chỉ như một con kiến. Giết mày không tốn đến một giây. Hoàng Minh Yên tiếp tục. Lúc này, Cao Kim Bình cũng hét lớn. Lệ Uy Long, mày đã giết rất nhiều anh em bang hổ báo chúng tao hôm qua mày còn phá hỏng giao dịch giữa chúng tao và bang Lion Gate và làm chúng tao tổn thất quá nhiều. Tối nay mày phải chết ở đây, tao muốn trả thù cho những người anh em đã chết. Lệ Uy Long, cậu nên biết rằng thành phố quốc hòa này nằm trong tay trương gia chúng ta và bang hổ báo. Kẻ nào dám đụng đến chúng ta thì chỉ có một con đường chết. Tạ Ngọc Liên hét lớn. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Thu Hằng hoảng sợ vô cùng. Những người này thực sự mang Lê Uy Long và các cô tới đây để lấy mạng. Ở đây còn có Hoàng Minh Yên, kẻ nắm giữ trong tay sức mạnh của luật pháp thì át hẳn bọn họ không thể nào thoát thân tối nay được. Không cần nói thêm gì nữa với con chó rác rưởi này. Chúng ta hãy cùng nghĩ xem nên giết hắn thế nào để cho hắn phải đau đớn và khổ sở nhất. Trương Minh Chí sắp hết kiên nhẫn, hắn đã bị Lê Uy Long phế tự. Sự đau đớn, hận thù ấy thiêu đốt hắn từng phút từng giây nên bây giờ hắn chỉ muốn mau mau tra tấn Lê Uy Long tới chết để thỏa mãn trong lòng tôi nghĩ hay nhất là nên tùng xẻo hắn, lấy dao xẻo dần từng nhát, từng nhát trên cơ thể hắn cho hắn ta thưởng thức cái tư vị thú vị của việc hành quyết thời cổ đại xem sao. Cao Kim Bình nhếch môi cười hình hịch. Một ý hay, còn thêm những người phụ nữ này nữa, bọn họ cũng có mặt tại đây, biết hết mọi bí mật của chúng ta rồi. Vậy thì cũng không thể để bọn họ được sống sót, Hoàng Minh Yên nói. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Thu Hằng nghe Hoàng Minh Yên nói mà rụng rời chân tay. Có vẻ như đêm nay họ thực sự phải bỏ mạng tại đây rồi. Họ hoàn toàn tuyệt vọng, thung lũng ngạc na này như một lòng chảo lớn, nơi tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài thì làm sao có ai có thể tiếp cận mà giải cứu được bọn họ. Ngay cả nếu may mắn có người đến giải cứu thì cũng không ai đủ sức để chống lại hàng ngàn người trong băng hổ báo đang có mặt tại đây. Nguyễn Tú Hằng thậm chí còn nghĩ đến cuốn tiểu thuyết giang dở của mình. Biết bao độc giả ngoài kia đang chờ cô cập nhật tiếp còn cô thì sắp phải chết ở đây không lẽ đó sẽ mãi mãi là cuốn tiểu thuyết sang dở không hồi kết ngay cả vào lúc này mà cô vẫn quan tâm đến độc giả của mình phải nói rằng tú hằng thực sự là một tiểu thuyết gia vô cùng tận tâm ý của giám đốc hoàng là sao cao kim bình cất tiếng để hỏi rõ thêm về ý định của ngài giám đốc nếu các anh muốn lê uy long này phải chết dần chết mòn trong đau đớn thì không gì hay hơn là bắt hắn ta phải dương mắt bất lực chứng kiến cảnh chúng ta tra tấn dày vò bạn bè và vợ của hắn trước khi chúng ta ban cho hắn được chết thật xứng là một hoàng minh yên thâm độc ha 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 vẫn là giám đốc hoàng thật cao minh cao kiến cao kiến vậy chúng ta phải tra tấn chúng thế nào cao kim bình hỏi lại hãy dùng dao dạch vào mặt vợ và hai đứa bạn gái xinh đẹp của hắn cho tới khi những người đẹp này biến thành những con quỷ máu me đầy mình lê uy long sẽ đau lòng phải biết ha 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 hoàng minh yên cười rung cả người chu nhược mai ngô tường ninh và nguyễn thu hằng nghe những lời hắn nói mà sợ đến nỗi tê liệt mọi cảm giác họ không thể ngờ một kẻ ăn lương nhà nước nắm giữ một chức vụ cao như hắn lại có thể ác độc đến mức ghê rợn đến thế thà giết chết họ bằng một phát súng còn hơn là hành hạ họ đến tận cùng như thế cơn thịnh nộ của lê uy long sôi sục anh không ngờ hoàng minh yên lại là một kẻ độc ác tột cùng anh có thể chịu bất kể sự hành hạ nào của chúng nhưng anh không thể chịu đựng được nếu vợ anh và những người phụ nữ không liên quan kia phải chịu sự tra tấn ngay trước mắt. Ha ha, Giám đốc Hoàng thật rất có nghề, Cao Kim Bình tôi thực sự thán phục. Thán phục, Cao Kim Bình tiếp tục tán dương Hoàng Minh Yên. Anh lớn của bang hổ báo quá lời rồi, đó chỉ là chút mẹo vặt mà thôi." Hoàng Minh Yên khiêm tốn nói. "Tôi nghĩ rằng Giám đốc Hoàng nói đúng, đó thực sự chỉ là một mẹo vặt mà thôi." Vào lúc này, Tạ Ngọc Liên đột nhiên nói, Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình giật mình. Bà Trương có ý gì hay hơn sao? Hoàng Minh Yên không ngờ rằng lời nói khiêm tốn của mình lại bị tạ Ngọc Liên xem là lời thật. Trương 109 độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Tất nhiên là có, nếu không, làm sao tôi dám nói rằng phương pháp của giám đốc Hoàng chỉ là một mẹo vặt. Tạ Ngọc Liên nói với một nụ cười. Mời bà Trương chỉ dạy, Hoàng Minh Yên nhũn nhận muốn nghe xem tạ Ngọc Liên muốn nói điều gì ba người đẹp tuyệt vời đang bị trói trước mặt mà ông chỉ có thể nghĩ ra cách dùng dao rạch mặt thôi sao? Các ông không thấy rằng việc đó thật sự là hơi bạo lực với các cô ấy quá à? Tạ Ngọc Liên không vội vàng nói về phương pháp của mình mà thay vào đó lại hỏi ngược lại một câu. Nghe câu hỏi của Tạ Ngọc Liên, cả Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình đều trầm ngâm suy nghĩ. Tôi cũng muốn hỏi bà Trương có cách gì đối xử với bọn họ hay hơn để Lê Uy Long chết mà không nhắm mắt được. Cao Kim Bình hỏi. Nếu Lê Uy Long phải dương mắt chứng kiến cảnh vợ mình bị nhiều người đàn ông lạm dụng đến chết thì hãy đoán xem, trái tim hắn ta sẽ đau đớn đến mức nào. Đó mới là điều đau đớn nhất của một thằng đàn ông trên đời này. Ha, ha, bà Trương Đắc Thắng nở một nụ cười thâm độc. Bà ta căm hận Lê Uy Long tới tận xương tủy nên nhất định đề xuất ra phương pháp tàn độc này. Bởi vì Lê Uy Long không chỉ tặng bà ta một chiếc quan tài trong bữa tiệc mừng thọ 70 tuổi mà còn phế tự đứa cháu yêu quý của bà ta ngay tại chỗ. Bây giờ cuối cùng Lệ Uy Long đã bị bắt, tất nhiên bà ta phải hành hạ hắn bằng cách nào thâm độc nhất rồi mới cho phép hắn ta chết trong đau đớn. Cả Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình đều cười phá lên. Bọn chúng thực sự đã nghĩ đến phương pháp này trước đó, nhưng dưới con mắt của rất nhiều người ở đây, chúng cảm thấy ở địa vị của chúng mà phải nói ra điều đó thì có vẻ không được hợp lý lắm. Và lại đây cũng là một nơi công cộng, thật không ngờ một bà già như Tạ Ngọc Liên thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả bọn chúng dám đề xuất phương pháp này. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng sắp ngất xỉu khi nghe những lời Tạ Ngọc Liên vừa nói. Họ không bao giờ tưởng tượng được rằng một người đàn bà như Tạ Ngọc Liên lại có thể nghĩ ra một phương pháp độc ác như vậy. Cùng là đàn bà, bà ta cũng biết đó chính là điều man dợ nhất với một người phụ nữ. Lại dưới mắt của bao nhiêu con quỷ ở đây. Nếu họ có thể chọn, họ thà bị rạch nát mặt còn hơn là bị lạm dụng cho đến chết. Lúc này, tất cả đều nhìn tạ Ngọc Liên một cách giận dữ. Khuôn mặt già nuôi nhăn nheo của bà ta trông như một ngụ phù thủy già độc ác. Và Lệ Uy Long nhìn bà ta với ánh mắt vé lửa căm hờn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì át hẳn bà ta đã chết tới hàng ngàn lần trong tối nay. Thật đúng như người ta thường nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Uy Long cũng không thể ngờ bà ta lại có thể thốt ra những lời độc địa, dã man đến thế. Ban đầu, Lệ Uy Long chỉ muốn đe dọa Trương Gia, tuy nhiên thực sự anh chỉ muốn Trương Minh Trí, thủ phạm giết chết cha mình phải đền mạng. Còn những người khác chỉ cần trừng phạt một cách thích đáng là đủ. Tuy nhiên, bây giờ kẻ đứng đầu gia đình nhà họ Trương lại đề xuất một phương pháp thâm độc đến thế để đối phó với vợ anh thì Uy Long đã quyết định gia đình bọn họ không cần tồn tại nữa. Ha ha, bà Trương thực sự rất thông minh, Hoàng Minh Yên này tâm phục khẩu phục, Hoàng Minh Yên cười lớn. Cao Kim Bình tôi cũng thực sự ngưỡng mộ phương pháp tuyệt vời của bà Trương. Cao Kim Bình cũng cao giọng nói. Hàng ngàn kẻ có mặt cũng tán đồng phương cách tàn bạo của bà ta. Toàn bộ thung lũng ngạc na giường như đang sôi sục. Lũ lâu la gớm ghiếc của bang hổ báo háo hức chờ đợi một chương trình hay. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng kinh hoàng đến cùng cực. Những kẻ xung quanh trong mắt họ lúc này giống như một đàn quỷ sẵn sàng nhào lên để ăn tươi nuốt sống ba người bọn họ. Nếu mọi người đã tán thành như thế thì hãy bắt đầu ngay đi thôi tôi nghe nói rằng dù Chu Nhược Mai, hoa khôi số một ở thành phố Quốc Hòa, kết hôn với Lê Uy Long, cô ta vẫn chưa hề bị hắn sở đến, vẫn còn là một người phụ nữ trong trắng. Giám đốc Hoàng, anh lớn cao, hai ông ai muốn thử cô ta trước? Tạ Ngọc Liên cười to ngạo mạn. Giám đốc Hoàng đã bắt được người, lẽ dĩ nhiên ông ấy sẽ có quyền thử trước. Tôi thì muốn trò chuyện với cô Tường Ninh của tập đoàn di đây một chút ha, ha, ha. Cao Kim Bình nhún nhường tất nhiên hắn ta nào muốn bỏ qua hoa khôi số một của đất quốc hòa, nhưng tự biết thân phận còn phải đang dựa dẫm vào Hoàng Minh Yên của mình nên hắn ta đành nhũng nhận nhún nhặn nhún nhường một chút. Loại điều tốt này tất nhiên phải được dành cho Hoàng Minh Yên, nếu không ông ta sẽ không vừa lòng và bang hổ báo của Cao Kim Bình trong tương lai sẽ không gặp nhiều thuận lợi nữa. Bởi vậy làm sao ông ta dám cạnh tranh với Giám đốc Công an thành phố Hoàng Minh Yên? Và lại, Ngô Tường Ninh, Tổng Giám đốc nổi tiếng của DG Group, cũng là một người đẹp lạnh lùng nổi tiếng, được làm chuyện đó với cô ta cũng là một ước mơ trong đời của bất cứ gã đàn ông nào. Nếu ông Cao đã tôn trọng mà gửi gắm cô ta cho tôi thì tôi cũng sẽ hết lòng nhận lấy vậy. Ha, ha, ha. Hoàng Minh Yên cả cười, tất nhiên hắn ta sẽ không giả vờ từ chối một điều tốt như vậy. Sự sợ hãi của Chu Nhược Mai không bút mực nào tả xiết. Cô không ngờ rằng mình sẽ bị hủy hoại bởi Hoàng Minh Yên, một kẻ béo tốt, phì nhiêu như con lợn. Biết trước có ngày này thì cô đã vì tình cảm giữ kín trong lòng bấy lâu nay, trao cho người chồng Lê Uy Long của cô rồi. Ngô Tường Ninh cảm thấy bất lực vô cùng. Xưa nay cô luôn là người phụ nữ lạnh lùng, cao ngạo với đàn ông, vậy mà hôm nay cuối cùng lại phải rơi vào tay một kẻ độc ác như Cao Kim Bình của bang hổ báo. Được rồi, còn con bé còn lại, ai muốn thưởng thức nó trước? Tạ Ngọc Liên hỏi tiếp, tất nhiên bà ta đang đề cập đến Nguyễn Tú Hằng. Võ Trung Hiếu là quân sư tài giỏi, đắc lực của bang hổ báo. Tôi thiết nghĩ, nên là ông ấy, Cao Kim Bình tiến cử tên quân sư Võ Trung Hiếu. Về địa vị, Võ Trung Hiếu chỉ dưới Cao Kim Bình, dĩ nhiên cao hơn bốn đại ca trong bang hổ báo, vì vậy ông ta nên được có phần ở đây. Được rồi, vậy hãy giao cô ta cho Võ Trung Hiếu. Tạ Ngọc Liên kết thúc tiết mục giàn xếp. Cảm ơn bà Trương vì món quà của bà. Đôi mắt híp của Võ Trung Hiếu sáng lên mặc dù ngoại hình của nguyễn tú hằng không sánh bằng chu nhược mai và ngô tường ninh nhưng cô ta vẫn là một người phụ nữ quyến rũ và nổi bật hơn nữa ông ta nghe nói cô ta còn rất tài năng nguyễn thu hằng tê liệt hoàn toàn chi giác trương minh nghị thực sự muốn thử những người đẹp này nhưng vợ ông ta phan hoài lan đang ở đây vì vậy ông ta đành ngậm mùi tiếc nuối hơn nữa tất cả mọi thành viên của trương gia đều có mặt nên ông ta đành phải chú ý đến hình ảnh của mình Trương Minh Trí càng sụp sôi căm hận trong lòng, hắn ta đã bị phế tự nên giờ đây đành ngồi im bất lực ngậm một bụng đầy oán khí. Thật đúng như hoàn cảnh hoạn quan đi nhà thổ, bí bức vô cùng. Bây giờ nhìn Chu Nhược Mai bị kẻ khác sơi ngay trước mắt, hắn tưởng chừng như sắp nổ tung. Đành vậy, thôi đành ngậm ngùi tự thỏa mãn bản thân bằng hai con mắt. Mọi người đã chọn xong rồi, thì hãy bắt đầu nhanh chóng. Sau khi quý vị chơi xong, hãy thưởng bọn chúng cho những người anh em khác. Tạ Ngọc Liên nói như một người dẫn chương trình. Được rồi, các anh em, hãy xếp hàng theo đúng cấp bậc. Chúng ta sẽ thay phiên nhau theo vị trí của mình, đừng tranh giành nhau. Cao Kim Bình nói với đám lâu la trong bang hổ báo. Được rồi, trời à, làm ơn nhanh lên một chút, chúng tôi không chờ đợi được đâu. Mặt thẹo, một trong bốn đại ca bang hổ báo sốt ruột nói. Sau đó, hắn lập tức đứng vào đầu hàng. Nguyễn Thành Nam, Ngụy An Khánh, Lưu Bảo Thục, cũng xếp ngay ở phía sau. Tâm phúc của Hoàng Minh Yên cũng lục tục xếp hàng theo vị trí, tất cả đều sốt sắng chờ đợi. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng căm phẫn vô cùng. Một lũ sâu bọ xấu xa, có giỏi thì giết chúng tôi ngay đi. Chu Nhược Mai hét lên, thay vì bị lạm dụng tập thể, tốt hơn là chết sớm. Muốn chết à, đâu có dễ dàng như thế. Thật đáng tiếc khi giết chết một người đẹp như cô đây chỉ bằng một viên đạn. Hoàng Minh Yên mỉm cười. Bất cứ kẻ nào dám đụng đến tôi thì tôi có chết cũng thể bắt theo kẻ đó xuống địa ngục. Ngô tường ninh quát to dữ dội, sẽ thật kinh khủng khi bị làm nhục đến chết bởi lũ ác quỷ xấu xa này. Được rồi, nếu cô em vừa ý anh thì anh sẵn sàng cùng cô em đi xuống địa ngục. Ha, ha, Cao Kim Bình cười điên dại. Được rồi, ông Cao Kim Bình, đừng nói nhiều như vậy, hãy bắt đầu nào. Trương Minh Chí sốt sắng chờ đợi chương trình hay còn vội vã hơn cả cao kim bình đúng là điển hình cho câu hoàng đế bất cấp thái giám cấp hoàng đế không vội mà hoạn quan lại vội hắn ta đứng lên ngồi xuống trông thật rõ sốt ruột được rồi anh trương chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức cao kim bình nói lúc này lê uy long sắp nổ tung vẫy vùng trên chiến trường biết bao nhiêu năm giết chết cơ man nào kẻ thù làm kinh hồn bạt vía vô số thế lực hắc ám mà giờ đây chẳng lẽ vị tổng tư lệnh lẫy lừng đành bó tay chịu trói, dương mắt nhìn vợ mình bị làm nhục đến chết hay sao? chương 110 sư đoàn lên đường. Lúc này Lê Uy Long không còn quan tâm đến cơn đau ở tay và chân mình nữa, bắt đầu ngấm ngầm bộc phát sức mạnh của mình một cách bí mật. Nếu có thể vận nội công lên hai tay, anh ta hoàn toàn có thể phá còng tay này. Tuy nhiên, dù Lê Uy Long đã phá được còng tay, nhưng không thể phá vỡ chiếc kiềng sắt. Bởi vì kiềng sắt này thực sự quá dày, trong khi vết thương cũ ở cánh tay anh vẫn chưa lành lại thêm rất nhiều vết thương mới trên chân điều này gây ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của uy long tay và chân anh đều bị bóp nghẹt máu nhưng vẫn không thể phá vỡ những kiềng sắt trên tay và chân bây giờ anh chỉ có thể hy vọng rằng sư đoàn tác chiến của mình có thể đến giải cứu sớm lúc này anh đang hừng hực sát khí muốn giết người chỉ cần sĩ quan lưu dẫn quân đến đây tất cả những kẻ đang có mặt ở đây đều phải chết tuy nhiên Lệ Uy Long cũng đoán được rằng hẳn là sư đoàn của Lưu Gió Ẩn Bình sẽ đến trụ sở cảnh sát thành phố trước. Chỉ sau khi phát hiện ra anh không bị bắt về đó, Lưu Bảo Kim mới hiểu ra cơ sự và tìm đến thung lũng ngạc na ứng cứu. Nếu trình tự diễn ra đúng như vậy thì chắc chắn sẽ rất lãng phí thời gian. Trong lúc này, mỗi giây phút trôi đi đều quý giá vô cùng. Lệ Uy Long không thể đảm bảo rằng trước khi vợ anh, giám đốc Ngô và Nguyễn Tú Hằng bị hủy hoại, sư đoàn tinh nhuệ của Lưu Bảo Kim có thể đến kịp thời. Lệ Uy Long còn đang căng não suy nghĩ biện pháp ứng phó và các tình huống có thể xảy ra thì cùng lúc này, Hoàng Minh Yên, người đã chọn Chu Nhược Mai, đã bắt đầu chút bỏ quần ngoài của ông ta, phơi bày ra những thứ kinh tởm và nhanh chóng bước về phía Chu Nhược Mai. Chấm chấm. Cùng lúc đó, tại sở cảnh sát thành phố, báo cáo, vị trí của Lê Soái đã được tìm thấy trên hệ thống vệ tinh một trinh sát vội vã chạy đến chỗ Lưu Bảo Kim và thông báo. Nói mau, ở đâu hả? Lưu Bảo Kim sốt sắng hỏi. Thưa, chính xác là tại thung lũng Ngạc Na, cách vùng ngoại ô thành phố 20 km về phía đông, viên trinh sát nói và thở dốc. Vậy sao, có chuyện gì đã xảy ra ở đó rồi? Lưu Doãng Bình lo lắng hỏi lại. Hình ảnh được truyền qua vệ tinh cho thấy có rất nhiều người đang tập trung ở khu vực đó, có lẽ phải đến hơn 1.000 người, trinh sát nói. Lưu Bảo Kim và Thiên Thành đều đã bị sốc khi nghe tin này. Họ không ngờ rằng Hoàng Minh Yên lại huy động lực lượng hùng hậu tới vậy, lại còn chọn một vị trí rất khó theo dõi trên bản đồ vệ tinh. Xem ra hắn ta đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho chuyện này. Một tên cáo già. Giờ đây thung lũng ngạc na đang đông nghịt người, và tất cả họ đều là kẻ thù, Lệ Uy Long thực sự đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Vào thời điểm này, đội ngũ cảnh sát có mặt ở đó cũng đã nghe các trinh sát nói thông báo điều này và tất cả họ đều nhớ tới lời ánh hạ nói trước đó rằng hoàng minh yên đã đưa lê huy long đến thung lũng ngạc na và toàn bộ lực lượng băng hổ báo cũng đã xuất quân đến đó xem ra là đúng rồi giám đốc hoàng thực sự đã đưa lê huy long đến thung lũng ngạc na đó phải tôi cũng nhớ ra rồi nghe nói toàn bộ lực lượng băng hổ báo sẽ xuất đầu lộ diện vào tối nay để đến ngạc na giết người ngoài ra các thành viên trong gia đình họ trương cũng tham gia nữa đội trưởng ánh hạ của đội cảnh sát điều tra cũng đã chạy đến thung lũng ngạc na để cứu người rồi những cảnh sát đua nhau nói như thể rất quan tâm đến sự việc này tất cả đều muốn giành công trạng trước mặt các sĩ quan quân đội xuất chúng lưu bảo kim và thiên thành càng sốc hơn khi nghe những điều này thì ra không chỉ có hoàng minh yên cả băng hổ báo và trương gia cũng sẽ tìm đến tấn công lê uy long trong thung lũng ngạc na tối nay việc quan trọng thế này mà bây giờ các người mới nói tại sao không nói sớm hơn hả khiến chúng tôi lãng phí bao nhiêu là thời gian để điều tra nếu lê soái có bất kỳ thương tích nào các người hãy coi chừng cái vị trí của mình đấy thiên thành gầm lên đôi khi chỉ một phút cũng đủ để quyết định kết quả của cả cuộc chiến chỉ cần chậm trễ một vài phút như vậy lê uy long sẽ càng đến gần bờ vực cái chết tất cả quân sĩ chú ý nghe mệnh lệnh bây giờ tất cả chúng ta phải ngay lập tức lao đến thung lũng ngạc na với tốc độ nhanh nhất có thể tiêu diệt tất cả kẻ thù trong khu vực đó và giải cứu long thần chiến lưu bảo kim trực tiếp ra lệnh bây giờ lê uy long đang gặp nguy hiểm anh không có thời gian để la mắng đám cảnh sát quèn đó tuân lệnh tất cả những người lính của sư đoàn tác chiến đồng thanh hô to rồi lập tức lên xe lao đi với tốc độ nhanh nhất lưu bảo kim và thiên thành cũng nhanh chóng leo lên xe ngay sau đó hàng trăm chiếc xe tăng xe bọc thép và xe quân sự đã lao về phía thung lũng ngạc na ở vùng ngoài ô phía đông thành phố sau khi đoàn quân của lưu bảo kim rời đi những cảnh sát đứng đó vẫn còn run rẩy và họ rất kinh ngạc phải mất một thời gian trước khi họ có thể trở lại bình thường cả một sư đoàn hùng hậu được trang bị vũ khí tối tân như vậy rốt cuộc đến từ đâu tôi cũng không biết bọn họ đang tìm giám đốc hoàng và lê uy long không biết là để làm gì Tôi có linh cảm rằng đây chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu họ thực sự tìm thấy giám đốc Hoàng, ông ấy có thể gặp đại họa. Phải, giám đốc Hoàng không hề biết chuyện này, xem ra lần này ông ấy đã chọc vào ổ kiến lửa rồi. Phải mau gọi cho giám đốc Hoàng rồi cho ông ấy biết tình hình. Tất cả mọi người trong sở cảnh sát đều lo lắng thảo luận về vấn đề này. Một số cảnh sát bắt đầu gọi điện cho Hoàng Minh Yên để thông báo cho ông ta. Tuy nhiên điện thoại của Hoàng Minh Yên không có phản hồi. Họ đành liên tục gọi điện thoại cho những người thân cận của ông ta nhưng họ cũng chẳng bắt máy. Vì vậy, những cảnh sát này không thể nào liên lạc với họ, chỉ có thể để họ tự bảo vệ lấy mình và tự định đoạt số phận. Tại thung lũng Ngạc Na Vào lúc này, Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình và Võ Trung Hiếu vẫn không hay biết rằng một tấn thảm kịch sắp xảy đến. Bọn họ vẫn thản nhiên tiến về phía các cô gái với ánh mắt thèm khát mau cút đi cứu với đừng đến đây ai đó cứu tôi với lê uy long làm ơn cứu em chu nhược mai ngô tường ninh và nguyễn tú hằng kinh hãi la hét một cách tuyệt vọng hét to lên to nữa lên có hét đến khản cổ hỏng thì cũng chẳng có ai đến cứu mấy cô em đâu tất cả lực lượng của bọn này đều đang có mặt ở đây cho dù có ai đó đến thật nó cũng không cứu nổi đâu ha ha hãy tiết kiệm sức lực để còn phục vụ bọn anh nào Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình và Võ Trung Hiếu vừa nói vừa cười lớn đắc ý, khuôn mặt dâm đáng trông thật đáng sợ. Lên nào lên nào. Lúc này, hơn một ngàn người đều đồng thanh hét lên, cổ vũ cho đám dâm tặc. Tiếng ồn lớn đến nỗi giường như cả thung lũng ngạc na đều bị rung chuyển. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng thấy rằng mình đã bị bao vây bởi những tên đàn ông gớm ghiếc và kinh tởm, họ cảm giác như đang rơi thẳng xuống vực sâu. Thung lũng ngạc na này, Đối với họ không khác gì nơi đày ải dưới 18 tầng địa ngục. Nhìn thấy Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình và Võ Trung Hiếu đang tiến lại gần từng bước một, các cô gái cố hết sức bình sinh để vùng vẫy trong vô vọng, nhưng đôi tay đã bị còng chặt và cơ thể bị trói vào cùng một thân cây bằng dây thừng to bản khiến họ không thể thoát ra được. Không gì có thể diễn tả sự giận dữ của Lê Uy Long vào lúc này, tất cả các cơ mặt anh đều nhau nhúm lại, đổi màu tím tái và hàm răng thì nghiến chặt. A à, Bỗng nhiên một âm thanh như tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên giữa vô vàn tiếng hò hét ở thung lũng Ngạc Na, tiếng thét như làm rung chuyển cả bầu trời. Âm thanh này quá dữ dội và điếc tai, đã áp đảo tất cả những tiếng cổ vũ hò hét lúc nãy, nó giống như một lưỡi kiếm sắc bén, xé rượt qua bầu trời. Mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên và sợ hãi. Có một vài kẻ nhút nhát thậm chí bị dọa bất ngờ đến quá sợ hãi mà ngất ngay tại chỗ. Chương 111 người gián đoạn cuộc vui. Tiếng gầm như sấm sét này, tất nhiên, là của Lê Uy Long. Anh đã không thể phá vỡ kiềng sắt, thấy Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng sắp bị làm nhục, anh ta chỉ có thể dùng tiếng gầm để dọa những người này. Tiếng gầm này thực sự có sức mạnh dữ dội vô biên, không kém gì tiếng sư tử gầm vang trong hầm ngục. Ngay cả những kẻ tàn nhẫn như Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình và Võ Trung Hiếu cũng phải dùng mình và loạn choạng ngã xuống đất. Bà Tạ Ngọc Liên cũng sợ đến nỗi mà tái mét suýt thì ngất xỉu. Trương Minh Trí thậm chí còn tiểu cả gia quần. Những người vừa cổ vũ la hét lúc nãy bỗng im bặt và không dám nói gì thêm. Toàn bộ thùng lũng ngạc na nhanh chóng chìm trong khoảng không tĩnh lặng. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng cũng rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đã nhanh chóng trở lại lấp đầy tâm trí. Trước đây, Chu Nhược Mai đã từng được thấy cảnh tương tự khi Lê Uy Long thét lớn ở nghĩa địa Linh Sơn, làm rung chuyển cả đất trời và gây một cơn mưa lớn. Vì vậy lúc này, cô không quá ngạc nhiên khi lại được nghe tiếng gầm sấm sét của anh. Bất cứ kẻ nào dám chạm vào một sợi tóc của họ, tao hứa sẽ khiến nó chết không toàn thây. Lê Uy Long giận dữ nói. Thấy tiếng gầm của anh vừa nãy đã làm vài người sợ chết khiếp, anh không dám dùng nó nữa. Nếu để nó vô tình ảnh hưởng đến Chu Nhược Mai, một tường ninh hay Nguyễn Tú Hằng thì sẽ rất tệ. Trong lúc này, anh không thể mạo hiểm được lúc này hoàng minh yên cao kim bình và võ trung hiếu vẫn còn run rẩy khắp người bọn chúng vẫn chưa hết sốc và không thể hồi phục ngay lại trong một thời gian ngắn vì vậy trước mắt chúng sẽ không thể làm hại gì đến ba cô gái bất chợt cả ba gã hoàng minh yên cao kim bình và võ trung hiếu đều dè dặt nhìn về phía lê uy long đôi mắt của uy long lúc này dường như đang lóe lửa và toàn thân anh ta tràn ngập một luồng sát khí nặng nề chứng kiến thái độ đáng sợ đó tuyệt nhiên không một ai dám nhìn anh lâu thêm nữa. Đừng vội giết hắn chết, trước tiên chúng ta cứ bịt miệng hắn ta lại, rồi từ từ chơi đùa với hắn. Tạ Ngọc Liên thực sự sợ rằng Lê Uy Long sẽ lại gầm lên, bèn vội vàng đề xuất ý kiến này. Một số gã côn đồ đứng gần đó lập tức rút dao ra, nhưng nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của Lê Uy Long và sát khí bừng bừng phát ra từ toàn bộ cơ thể anh ta, tất cả đều run rẩy và không dám tiến về phía trước. Bộ mấy người không có súng à? Không dám dùng dao thì xài súng đi, đừng bắn vào chỗ hiểm vội, hãy bắn tay chân của hắn ta trước, để cho hắn trở thành phế nhân không có cách nào thoát ra khỏi kiềng sắt được." Tạ Ngọc Liên nói lớn. Nghe bà ta nói, đám xã hội đen chợt nhớ ra rằng mình cũng mang theo súng. Và chúng đã nhanh chóng rút súng ra nhắm vào tay và chân của Lê Uy Long. Uy Long không ngờ rằng có một ngày mình lại bị nhiều khẩu súng chĩa vào cùng lúc như thế này, liệu anh có thể giữ được mạng trước tình huống này không? sư đoàn tác chiến của lưu bảo kim vẫn chưa đến nếu bây giờ chúng bắn thật thì cho dù anh có thoát chết đêm nay vẫn có vài chỗ trên cơ thể chắc chắn bị tàn tật và ngay khoảnh khắc hồi hộp đó một chiếc xe cảnh sát chuyên dụng bỗng từ đâu xuất hiện nhanh chóng đâm sầm hàng rào bảo vệ và lao thẳng vào thung lũng ngạc na người lái chiếc xe này không ai khác chính là ánh hạ cô đã tự tìm đến thung lũng ngạc na này một mình những người đang chuẩn bị bắn lê uy long đã rất sốc khi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đột nhiên xông vào họ có chút tò mò muốn xem những gì sẽ diễn ra tiếp theo, nên không vội bắn Lê Uy Long ngay. Còn ánh hạ ngay khi lái xe vào thung lũng Ngạc Na, cô đã nhìn thấy hơn một ngàn người tụ tập đông nghẹt ở khu đất trống giữa thung lũng này. Không mất quá nhiều thời gian để cô tiếp tục nhìn thấy Lê Uy Long, Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng đang có mặt ở đó. Tất cả họ đều bị trói vào thân cây, nhiều người thậm chí còn đang chĩa súng vào Lê Uy Long. Thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, Ánh hạ vội vàng dừng xe lại, sau đó bước vội ra khỏi xe và hét lên, các người đang làm gì ở đây vậy? Hoàng Minh Yên không ngờ ánh hạ lại có thể tìm ra chỗ này và đến đây nhanh như thế. Tuy nhiên, ông ta nhanh chóng nhận ra chỉ có một mình cô đến đây, ngoài ra không có bất cứ cảnh sát nào đi cùng. Vì vậy, ông ta bình tĩnh lại ngay và tự nhủ trong lòng rằng chắc chắn sẽ không có tin tức nào bị dò gì bởi cô ta tối nay. Hôm qua ông ta thậm chí còn bàn với Cao Kim Bình tìm cơ hội xử lý luôn cả cảnh sát Ánh Hạ để trừ hậu họa nhưng chưa có kế hoạch cụ thể, không ngờ bây giờ cô lại tự dẫn xác đến đây. Cơ hội này không dễ có được, dĩ nhiên Hoàng Minh Yên sẽ không bỏ lỡ nó. Cao Kim Bình và Trương Gia thấy Ánh Hạ chỉ đến đây một mình cũng thở phào, khuôn mặt đang hiện rõ vẻ lo lắng đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Không ai trong số những người có mặt tỏ ra hoảng loạn vì sự xuất hiện của Ánh Hạ. Lệ uy long cảm thấy hơi ngạc nhiên tại sao ánh hạ này có thể tìm đến đây một mình ánh hạ không ngờ cô có thể tìm thấy chỗ này nhanh như thế có vẻ như cô đã bí mật điều tra từ văn phòng của tôi nhỉ ây ra cô quả nhiên là một trong những cảnh sát giỏi nhất của sở chúng ta đấy lúc này hoàng minh yên đứng dậy khỏi mặt đất và nói với vẻ cợt nhà giám đốc hoàng tại sao ông lại có mặt ở đây cùng với băng hổ báo này giữa các người có quan hệ gì Ánh Hà cao mày hỏi, ơ ờ, hay, tôi tưởng là cô đã điều tra ra hết rồi chứ, hóa ra là chưa sao. Cô nhìn cảnh này mà vẫn chưa hiểu à? Tôi mang Lệ Uy Long đến đây tất nhiên là để giết hắn ta rồi. Hoàng Minh Yên nói với vẻ đắc ý ra mặt, dù sao Ánh Hà cũng chắc chắn phải chết, ông ta chẳng cần phải giấu giếm điều gì nữa. Đường Đường là giám đốc sở cảnh sát thành phố, làm sao ông có thể tiếp tay cho đám xã hội đen và kẻ xấu như vậy? Ông có còn liêm sỉ nữa không? Ánh hạt tức giận nói, thì ra, tất cả những nghi hoặc bấy lâu nay của cô về Hoàng Minh Yên đều chính xác. Chuyện này có gì khó hiểu chứ? Dĩ nhiên là vì tiền rồi. Bang hổ báo và trương gia rất hào phóng và có thể cho tôi nhiều tiền gấp mấy lần số lương ít ỏi mà sở trả cho. Nếu cô đã muốn biết chuyện này, bây giờ tôi sẽ nói thẳng luôn cho mà biết. Phải, tôi đã bắt tay với bang hổ báo và gia đình họ trương được một thời gian dài rồi, và chúng tôi đã thành công trong rất nhiều phi vụ, thu được không ít tiền. Vậy đấy, cô còn muốn biết thêm gì nữa không?" Hoàng Minh Yên thản nhiên nói. "Ông, giám đốc Hoàng, tôi khuyên ông nên tỉnh táo lại, quay đầu lại bờ, hãy giơ tay đầu hàng ngay và ông sẽ được pháp luật khoan hồng." Ánh Hạ không ngờ Hoàng Minh Yên còn dám tự mình thừa nhận điều này. Cô có linh cảm rằng mình có thể đang gặp nguy hiểm. "Ha ha, đầu cô có vấn đề gì rồi sao? Tôi đã nói với cô tất cả những chuyện này rồi." Cô vẫn nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi Thung Lũng Ngạc Na này mà còn sống sao?" Hoàng Minh Yên cười lớn. Cổ Nhiên đúng như ánh hạ dự đoán, Hoàng Minh Yên này thực sự muốn giết người diệt khẩu. "Đội trưởng Ánh Hạ, cô đã nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của băng hổ báo chúng tôi. Đêm qua ở Thung Lũng Ngạc Khôn, cô và Xiao Poison cũng đã phá hoại một thỏa thuận lớn giữa băng hổ báo và băng Lion Gate. Chúng tôi đã phải chịu tổn thất cực kỳ nặng nề đấy cô biết chứ?" giám đốc hoàng và tôi đã bàn qua về việc giết cô nhưng chưa thực hiện được không ngờ bây giờ cô lại tự đến nộp mạng chuyện này không thể đổ lỗi cho chúng tôi được đâu cao kim bình cũng nói thêm bang hổ báo các người toàn làm rất nhiều chuyện xấu xa không chỉ buôn bán hàng cấn tự tiện tàng chữ vũ khí lại còn kinh doanh mại dâm trá hình giết người không gớm tay tôi dĩ nhiên sẽ không để yên cho các người lộng hành ánh hạ tức giận nói ánh hạ vừa dứt lời cô ấy ngay lập tức gây ra một làn sóng tiếng cười ầm ĩ tất cả những người có mặt đều cho rằng cô đang có vấn đề về thần kinh về phần lê uy long anh còn đang hy vọng rằng ánh hà có thể đấu khẩu với bọn chúng lâu thêm một chút để kéo dài thời gian cho đến khi sư đoàn tác chiến của lưu bảo kim xuất hiện ha ha bây giờ đến bản thân cô còn chẳng giữ nổi mạng mình vậy mà còn dám cuồng ngôn sao một mình cô mà đòi đối đầu với hơn một ngàn anh em ở đây à đúng là không biết lượng sức cao kim bình đắc y nói cô cảnh sát cô đã phát hiện ra bí mật của chúng tôi cô nghĩ chúng tôi sẽ để cô đi dễ dàng sao trương minh trí cũng lên tiếng trương minh trí tôi cũng đang muốn thẩm vấn anh đây cha nuôi của lê uy long ông dương văn đoàn có phải ông ấy đã bị trương gia các người và bang hổ báo đánh đập đến chết không ánh hạ gần đây đã có điều tra về vụ án này và phát hiện ra một số manh mối cô muốn nhân cơ hội này hỏi rõ ràng anh ta ờ phải đấy ông già chết tiệt đó đã ngang nhiên phá hỏng chuyện tốt của tôi nên hiển nhiên tôi phải cho ông ta một bài học rồi ai kêu lão ta đã già khọm rồi mà còn thích chõ mũi vào chuyện người khác chứ sao hả cô có thể làm gì chúng tôi đây trương minh trí vênh mặt nói giám đốc hoàng vậy tức là ông đã giúp bọn họ che đậy tội ác bằng cách phá hủy các bằng chứng ánh hạ lập tức quay sang hỏi hoàng minh yên một lần nữa điều này còn cần phải hỏi sao ngoài tôi ra làm gì còn ai khác có khả năng này hoàng minh yên đáp gọn lỏn tôi không ngờ ông lại trở thành loại người này là giám đốc sở cảnh sát thành phố nếu ông dám làm như vậy sớm muộn cũng sẽ bị pháp luật trừng trị thôi ánh hà cay đắng nói cô quá ngây thơ rồi thôi nhân tiện để tôi nói cho cô biết luôn phía sau tôi đã có bí thư tỉnh ủy trương minh thành chống lưng ai có thể làm gì tôi cơ chứ hoàng minh yên nói một cách khinh bỉ Ánh Hạ đã giật mình khi nghe điều này, cô không ngờ Hoàng Minh Yên còn có Trương Minh Thành hỗ trợ phía sau. Vừa lúc này, cô trông thấy Chu Nhược Mai, Một Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng đều đang bị trói vào gốc cây và vội hỏi lại, các người còn bắt cả mấy cô gái vô tội đến đây, rốt cuộc có mục đích gì hả? Lệ Uy Long Yên lặng nghe Ánh Hạ tiếp tục hỏi hết chuyện này đến chuyện khác và cảm thấy cô ấy cũng thật dễ thương. Đúng như anh dự đoán, Ánh Hạ có khả năng kéo dài cuộc nói chuyện với bọn chúng đến vô tận hỏi hay lắm tất nhiên là bắt để có thể chơi với họ rồi tên khốn lê uy long quá kiêu ngạo và sắc sược dám chống lại trương gia và băng hổ báo và đã ra tay giết hại vô số người của chúng tôi vì vậy tối nay ngay trước mặt anh ta chúng tôi sẽ từ từ giúp vợ và bạn bè của hắn ta trở thành đàn bà thực thụ ha 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 hoàng minh yên nói và cười lớn hoàng minh yên ông đúng là thứ đáng khinh là nỗi nhục của sở cảnh sát sao ông dám làm ra chuyện đồi bại kinh tởm đó chứ Ánh Hạ tức giận hét lớn: Chẳng có gì là tôi không thể làm được cả. Chu Nhược Mai kia là đệ nhất mỹ nhân quốc hòa, có người đàn ông nào không thèm muốn cô ta chứ? Nhân tiện, tôi cũng đã có ý định này với cô từ lâu, nhưng cô quá lạnh lùng nên tôi chưa bao giờ có cơ hội bắt đầu cả. Hoàng Minh Yên bắt đầu thể hiện bản chất thật của mình. Ông ta đang nói về những suy nghĩ thực sự trong thâm tâm. Ánh Hạ giấu lạnh lùng khó gần nhưng vẫn là hoa khôi của sở cảnh sát thành phố quốc hòa trong khi ông ta vẫn đang ở trong độ tuổi còn sung sức. Sẽ thật kỳ lạ nếu ông ta chưa từng có những suy nghĩ bậy bạ. Hoàng Minh Yên, đồ súc sinh, ông chẳng khác gì một con thú bệnh hoạn, làm sao mà một kẻ cặn bã như ông có thể leo lên cái ghế giám đốc sở cảnh sát vậy hả? Đúng là kinh tởm, ánh hạ dường như sắp nổ tung và la mắng dữ dội. Cô cứ chửi bới đi, tức giận đi, dù sao cô cũng chẳng thể sống tiếp được bao lâu nữa, nếu không gào hét bây giờ, sau này cô sẽ chẳng có cơ hội để gào hét nữa đâu." Hoàng Minh Yên nói và cười ngạo nghễ. "Ông điên rồi, đồ vô pháp vô thiên, dám lạm sát những người vô tội một cách bừa bãi, ông không sợ bị điều tra ra sao?" Ánh Hạ lại chửi rùa "Chương 112: Nữ cảnh sát quả cảm." "Cô không cần phải lo lắng về điều này giúp tôi, tôi tự có cách giải quyết ổn thỏa." Hoàng Minh Yên nói. Ban đầu, sức mạnh của Lê Uy Long cũng khiến chúng tôi có một chút kinh hoàng. Trước đây, tôi muốn dựng lên vở kịch rằng hắn ta đã vượt ngục rồi bị đuổi đến thung lũng ngạc na này, sau đó do chống đối người thi hành công vụ nên đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ cô đã đến đây, tôi nghĩ sẽ thay đổi nó một chút. Rằng chính cô là người đã giúp Lê Uy Long trốn thoát khỏi nhà tù và bị bắn chết cùng nhau trong thung lũng này. Ông ta nói tiếp, ánh hạ thực sự không ngờ Hoàng Minh Yên lại mưu mô xảo quyệt đến thế, thậm chí còn nghĩ ra cả những cáo buộc cho bản thân cô và Lê Uy Long. Thế còn Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng. Họ là người vô tội, hãy để họ đi đi, ánh hạ nói. Để họ đi á, cô nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc sao? Bọn họ đã biết hết những bí mật của chúng tôi, chúng tôi có thể để họ đi sao? Hoàng Minh Yên cau mày. Ngừng một lát, ông ta lại nói, sau khi bọn chúng phục vụ chúng tôi xong, tôi sẽ cho một vài phát súng lên cơ thể chúng, sau đó có thể khiến chúng giống như cô, đều là đồng phạm đã giúp lê uy long trốn thoát và bị bắn chết ngay tại chỗ hoàng minh yên ông quá quỷ quyệt những gì ông làm thực sự quá bị ổi ông không đáng mặt làm người mà ánh hạ hét lên đầy căm phẫn lúc này tạ ngọc liên lại nói giám đốc hoàng ông không cần phải phí lời vô ích với cô ta đừng làm chậm trễ chuyện tốt của chúng ta chứ nếu ông đã để ý cô ta thì hãy mau chóng bắt sống luôn cả cô ta luôn đi đây chính là cơ hội của ông đấy Ánh hạ đã bị sốc khi nghe điều này, cô không dám tin một bà lão như tạ Ngọc Liên lại nghĩ ra một ý tưởng độc ác như vậy. Phải, bà nói đúng lắm, chúng mày đâu, mau bắt sống con nhỏ này cho tao, tối nay tao muốn một mũi tên chúng hai con nhạn. Sau khi tao chén xong sẽ thưởng nó cho chúng mày luôn. Hoàng Minh Yên đắc ý hét lên. Đám tay chân băng hổ báo vừa nghe ông ta nói điều này, tinh thần của bọn chúng ngay lập tức phấn chấn hơn hẳn. Đối với một nữ cảnh sát xinh đẹp như ánh hạ, chúng cũng cảm thấy rằng nếu phải bắn cô ta chết ngay thì thật là uổng phí. Tốt hơn hết là bắt sống cô ta, chơi cho chán trước rồi mới giết. Các anh em, mau sông lên bắt sống nó đi, Cao Kim Bình cũng ra lệnh. Lệ Uy Long nhận ra ánh hạ cũng đang gặp nguy hiểm và không thể nào trì hoãn thời gian thêm được nữa. Theo lệnh của Cao Kim Bình, hơn một ngàn người lập tức đổ xô đến vây quanh nữ cảnh sát ánh hạ. Ai cũng muốn bắt được cô trước, nên tất cả đều ganh đua để vượt lên. Ánh Hạ hoàn toàn sốc và kinh hãi tột độ khi thấy cả ngàn người đổ xô về phía mình như sóng thủy triều. Quay lại xe nhanh lên rồi chạy đi. Lệ Uy Long lo lắng khi thấy Ánh Hạ trong thời điểm này giống như một chiếc thuyền đơn độc giữa biển khơi phong ba bão táp, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào, liền vội vàng hét lên, yêu cầu cô lái xe rời đi ngay lập tức. Tôi phải cứu vợ anh và bạn cô ấy, mình họ không thể trốn thoát được, tôi sẽ chiến đấu để cứu họ. Ánh Hạ gầm lên và nhanh nhẹn rút hai khẩu súng ra cầm ở cả hai tay. Vì lý tưởng công lý trong trái tim mình, cho dù hàng ngàn người đang ảo tới, cô vẫn sẽ chiến đấu với bọn chúng một mình. Cho dù cô có phải chết, cô cũng sẽ không hối hận. Lệ Uy Long toát mồ hôi đầm đìa và hoàn toàn không nói nên lời. Ánh hạ này thực sự không còn sáng suốt nữa rồi. Một cô gái nhỏ bé yếu ớt lại dám chiến đấu với cả ngàn người, cô đang nghĩ mình là nữ sĩ đồng lộc sao. Tuy nhiên, chứng kiến sự can đảm của Ánh Hạ khi quyết tâm cứu vợ mình và các cô gái khác thà chết chứ không rút lui Lệ Uy Long thực sự rất ngưỡng mộ cốt cách này của cô ấy trong chớp mắt trận chiến một trọi một ngàn đã bắt đầu băng băng á Ánh Hạ liên tiếp nổ súng những kẻ chạy lên phía trước đều bị bắn hạ và ngã xuống đất cho vô số kẻ khác phía sau dẫm đạp lên nhưng dù giỏi đến đâu đi nữa làm sao mà cô ấy có thể giết hàng ngàn người cùng một lúc lực lượng băng hổ báo cùng với đội ngũ thân cận của hoàng minh yên và tay sai của trương gia cộng lại tất cả phải đến hơn ngàn người tất cả bọn chúng lúc này đều đang đổ xô về phía ánh hạ như một bầy xác sống háo đói để trở thành kẻ đầu tiên bắt được ánh hạ những người này tràn lên một lúc ngay cả khi một vài kẻ bị bắn ngã xuống chúng vẫn tiếp tục lao lên ai cũng nghĩ rằng đông người nhào lên như thế khẩu súng của cô ta chắc không thể bắn vào mình được nhìn thấy hàng ngàn người như một con sóng thần ùa về phía mình Ánh Hạ ngay lập tức quyết định quay ngược vào trong xe rồi đóng chặt cửa lại. Cô kéo ga, vọt thẳng vào đám đông. Bây giờ đã đến lúc anh chết hoặc tôi sống thì tất nhiên cô sẽ không còn tử tế nữa. Cô biết rằng nếu bản thân rơi vào tay bọn chúng thì chắc chắn sẽ có một kết thúc vô cùng tồi tệ. Lúc này trong mắt cô những kẻ này không còn là con người mà là một nhóm quái thú đã mất lương tâm. Do đó cô lao thẳng xe vào bọn chúng. Brum chiếc xe giống như một con ngựa hoang bứt đứt dây cương điên cuồng lao vào đám đông á á á chiếc xe đâm thẳng đến chỗ nào đám người chỗ đó quay lưng lại vừa chạy vừa la hét vài kẻ còn bị đâm chúng văng lên không trung quyết định đột ngột của ánh hạ khiến tất cả bọn chúng đều bất ngờ không kẻ nào có thể nghĩ ánh hạ lại dám điên cuồng tông thẳng xe hơi vào bọn chúng ánh hạ không dừng tay ga tiếp tục tông sang bên trái nghẹo sang bên phải chiếc xe gầm rú không ngừng. Ôi, á! Nhiều kẻ trong đám đông kêu lên thất thanh vì bị thương hoặc bị dẫm đạp. Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình sợ mất mật khi nhìn chiếc xe bất khả chiến bại của ánh hạ, chúng sợ tới nỗi đã nghĩ đến phương án tìm đường thoát thân. Tất cả đều hối hận vì nghe lời tạ Ngọc Liên định bắt sống nữ cảnh sát. Nhưng kẻ nào chết thì đã chết rồi, chỉ cần bắt sống được cô ta thì có thể hả hê tra tấn mà trả thù cho những người đã chết. Vậy là bọn chúng suy nghĩ lại, tiếp tục dự định bắt sống ánh hạ lê uy long nhìn chiếc xe ánh hạ lái chìm trong một biển người anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh dù cho có tông thẳng vào chúng như thế thì sớm hay muộn cô vẫn sẽ rơi vào tay chúng đây chỉ là phương án tạm thời không kéo dài được nếu anh có thể chiến đấu bên cạnh ánh hạ với những kẻ này thì vẫn có một cơ hội chiến thắng nhỏ nhoi nhưng bây giờ tay chân uy long đang bị gông cùng bởi rất nhiều xích sắt anh không thể nào thoát ra được nếu không phải mới bị trúng đạn vào chân thì thực tế uy long vẫn có thể khuất phục được số gông cùm thanh sắt đó bây giờ trong thâm tâm anh chỉ hy vọng rằng ánh hạ có thể chi trì lâu hơn một chút nếu có thể thì nên cố gắng trì hoãn càng lâu càng tốt bởi vì uy long biết rằng đội quân của anh chắc chắn đang trên đường đến thung lũng ngạc na sư đoàn của lưu bảo kim sẽ đến sớm hay muộn đó chỉ là vấn đề thời gian dù kết quả có thế nào lê uy long cũng vô cùng biết ơn ánh hạ sự xuất hiện của cô ấy ít nhất đã làm giảm bớt nỗi sợ hãi khủng khiếp của ba cô gái và kéo dài thời gian chờ đợi đội quân tinh nhuệ của Lê Uy Long. Nếu không phải có sự xuất hiện của ánh hạ, giờ này ắt hẳn Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng đã đang phải chịu đựng những điều khủng khiếp nhất trên đời và Uy Long thì phát điên vì bất lực. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng nhìn ánh hạ lái xe tông thẳng vào đám quỷ, họ âm thầm cổ vũ cho cô, hy vọng ánh hạ có thể mang đến phép màu đánh bại được lũ ác ôn đó. Đồng thời, tất cả họ đều ngưỡng mộ lòng can đảm của ánh hạ. Cô thực sự là một nữ cảnh sát anh hùng. Dù chúng đông và mạnh, cô vẫn can đảm chiến đấu một mình, không hề sợ hãi. Ánh hạ cứ thế đâm thẳng vào đám đông hết lần này đến lần khác. Sau cùng cô cũng đành thừa nhận rằng đây không phải là một phương án tối ưu. Có rất nhiều kẻ ở đây, làm sao cô có thể tiếp tục làm như thế được mãi? Điều cần kiếp nhất bây giờ là phải cứu Chu Nhược Mai và những người khác. Về phần Lê Uy Long, hiện tại cô không thể làm gì cho anh được. Ngay cả khi có thể tiếp cận anh thì trong một thời gian ngắn, ánh hạ cũng không thể nào tháo được mấy lớp xiềng sắt, không cùng kia để giải thoát cho anh ta. Sau khi suy tính, ánh hạ vội vã bẻ tay lái xe hướng về hướng Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng để giải cứu họ trước. Tuy nhiên, bề mặt thung lũng ngạc na không hề bằng phẳng. Những tảng đá to nhỏ rải rác khắp mọi nơi, đi được nửa đường thì chiếc xe khựng lại. Gầm xe bị kích lên bởi một tảng đá lớn, bốn bánh xe bị nâng lên khỏi mặt đất và chiếc xe không thể chạy được tiếp nữa. Ánh Hạ bất ngờ. Lệ Uy Long nhìn chiếc xe kẹt trên một tảng đá, anh thẳng thốt giật mình, thầm kêu không ổn. Đám tay chân nhà họ Trương và bang hổ báo thấy chiếc xe của Ánh Hạ không còn chạy được nữa liền hết sức vui mừng. Ngay lập tức chúng lao về phía cô từ mọi hướng. Vừa nãy Ánh Hạ đã tông thẳng xe vào đám đông làm rất nhiều người của chúng bị thương và chết bây giờ chúng vô cùng tức giận hè nhau định lật ngửa chiếc xe của cô lên ánh hạ phản ứng rất nhanh cô lao ra khỏi xe ngay lúc chiếc xe bị lật cô biết nếu tiếp tục cố thủ trong xe cô sẽ bị bọn chúng bắt sống nếu mạo hiểm lao ra ngoài thì còn có cơ hội tiếp tục chiến đấu với chúng thêm một lần nữa đoàn đoàng. ngay khi ánh hạ lao ra khỏi xe cô lập tức cầm hai tay hai khẩu súng bắn thẳng vào đám đông trước khi lên đường biết rằng sẽ có một trận chiến khốc liệt vì vậy cô đã mang theo vài khẩu súng và đạn dự phòng lấy từ sở cảnh sát á à, ối tiếng la hét lại tiếp tục vang lên trong đám đông ánh hạ chỉ cần bóp cò mà không cần nhắm bắn xung quanh cô có quá nhiều kẻ ập tới bao vây nên dù có bắn chỗ nào cũng trúng đích bắn hết hai băng đạn ánh hạ đang định rút súng lại để nạp thêm thì vô số kẻ tay cầm dao dựa thanh sắt nhào tới trực diện tấn công cô ánh hạ không kịp trở tay đành nhảy lên chiếc xe bị lật hòng tránh đòn tấn công điên cuồng của đối thủ cô vừa nhảy lên xe chúng lập tức ùa tới như vũ bão không đủ thời gian để nạp đạn cô ném hai khẩu súng đi rồi nhanh chóng rút ra thêm hai khẩu súng khác nhằm thẳng đám đông bắn tiếp Đoàn, đoàn, đoàn. á à, úi. máu bắn tung tóe khắp nơi rất nhiều kẻ ngã xuống ngay sau tiếng súng có rất nhiều tay chân trong bang hổ báo mang theo súng nhìn nhiều đồng đảng bỏ mạng dưới súng của ánh hạ họ không muốn bắt sống cô nữa mà muốn bắn chết cô ngay lập tức tuy nhiên hoàng minh yên và cao kim bình đều yêu cầu bắt sống ánh hạ vì vậy họ không dám trái lệnh ánh hạ đứng trên xe và bắn liên tục chẳng mấy chốc những viên đạn trong hai khẩu súng của cô lại hết trong lúc đó rất nhiều kẻ không ngừng cầm dao lia dưới chân cô ánh hạ không có thời gian rút súng hoặc thay đạn nên cô nhảy lên cao phía trên đầu bọn chúng bốp 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 vài kẻ bị ánh hạ đá thẳng vào đầu chúng hét lên và ngã xuống đất á á ối móc lửng nhìn thấy khe hở từ những kẻ vừa ngã xuống ánh hạ rơi từ trên không xuống đám đông ngay khi ánh hạ chạm chân xuống đất như một con cừu rơi vào bầy sói đám người nhào tới điên cuồng hòng bắt sống cô ánh hạ bất ngờ vội vàng chống hai tay xuống đất xoay người tại chỗ quét ngang bằng chân nhiều kẻ đang đà lao tới bị chân cô quét chúng ngã nhào xuống đất lập tức cô lăn người qua chỗ kẻ vừa bị ngã nhặt hai con dao dựa lên bật ngược người trở lại và cầm dao chém tới tấp máu bắn ra khắp nơi theo đà bay của hai cây dao một trận chiến bằng dao kiếm chính thức bắt đầu trong cuộc hỗn chiến dù liên tục chém chết nhiều kẻ trong đám đông ánh hạ cũng bị chém rất nhiều nhát vào người máu đã sớm nhuộm màu bộ đồng phục cảnh sát của cô Lê Uy Long nhìn ánh hạ một mình xoay sở trong vòng vây của vô số kẻ thù, lòng anh như lửa đốt. Là tổng tư lệnh trên chiến trường, đã giết chết cơ man kẻ thù, tung hoành ngang dọc khắp các chiến trường, là một anh hùng của đất nước, mà giờ đây Lê Uy Long lại phải chết đứng ở đây, chịu bó tay với xích sắt, không cùng, hận không thể xông thẳng tới mà lấy mạng của đám quỷ giữ ngoài kia được. Cảm giác vô dụng của một anh hùng thực sự rất khó chịu. Bốp, ánh hạ bị đánh thẳng vào đầu bằng một thanh sắt máu ràn rụa chảy xuống từ chán cô, nhưng cô vẫn kiên cường tiếp tục chiến đấu. Cảm xúc trong lòng uy long trào dâng lẫn lộn. Anh quyết định, miễn là ánh hạ còn sống, cô chắc chắn sẽ là giám đốc công an thành phố tương lai. Lúc này trên con đường dẫn đến thung lũng ngạc na, vô số xe tăng, xe bọc thép và xe quân sự đang gầm rú, tăng tốc hết cỡ. Bụi bay mù mịt bầu trời. Khung cảnh hoành tráng này khiến các phương tiện đi qua phải dẹp sát vào một bên đường mà tránh tất cả những ai chứng kiến đều mắt tròn mắt dẹt nhanh lên nhanh lên tiếp tục tăng tốc lưu bảo kim vô cùng lo lắng luôn miệng hối thúc đoàn quân tăng tốc vì ông ta biết lê uy long có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào ở thung lũng ngạc na tình hình hiện thời vô cùng nguy hiểm vì vậy cả sư đoàn phải chạy đua từng phút với thời gian nếu lê uy long có bất kỳ ảnh hưởng nào sẽ là một mất mát lớn đối với long quốc và bản thân lưu bảo kim không thể giải thích hay bào chữa gì với lãnh đạo quốc gia lệnh ban ra đoàn xe lập tức chạy nhanh hết mức có thể ô tô cũng được lái như máy bay nơi đoàn quân đang hướng tới là một thung lũng chết người thung lũng ngạc na một trận chiến táng đởm kinh hồn giữa công lý và cái ác sắp sửa xảy ra tại đó thung lũng ngạc na đêm nay chắc chắn sẽ chìm trong biển máu lúc này tại thung lũng ngạc na máu trên người ánh hạ không ngừng chảy vết thương trên đầu làm cô váng vất tuy nhiên cô vẫn không gục ngã và vẫn chiến đấu ngoan cường. Chỉ một lát sau, áo quần của cô đều nhuộm màu đỏ. Bóng dáng người nữ chiến sĩ cảnh sát như chìm dần trong máu. Nhưng ngay cả khi vẫn còn một hơi thở, cô vẫn chiến đấu đến cùng. Từ lúc cô quyết định đến thung lũng ngạc na, cô đã biết sẽ phải lao vào một cuộc chiến thập tử nhất sinh nắm chắc cái chết. Nhưng cô không hề do dự mà vẫn chọn lựa cái chết ở đây. Vì sự công bình của thành phố này cô không ngần ngại chết. Chu Nhược Mai, Một Tường Ninh và Nguyễn Thu Hằng nhìn ánh hạ một thân đầy máu nhưng vẫn ngoan cường chiến đấu, tất cả đều xúc động rơi nước mắt. Anh hùng là ai? Anh hùng là đây. Ngay cả một con hổ xa trường như Lệ Uy Long, người đã trải qua bao nhiêu trận chiến, mắt thấy ngàn ngàn kẻ thù phải đầu rơi máu chảy mà nhìn ánh hạ nhuộm thân trong máu, vung tay sang trái, xoạc chân sang phải vất vả chống cự cả biển quỷ khát máu, nước mắt của anh cũng lưng tròng trực rơi xuống. Ánh Hạ này không những là một chiến sĩ dũng cảm và tài năng, mà cô còn là một con người ngay thẳng, không bị chi phối bởi cường quyền. Thật là một tấm gương mẫu mực trong ngành cảnh sát, Lê Uy Long thở dài trong lòng. Trong lòng anh không ngừng thầm cổ vũ cho Ánh Hạ, Ánh Hạ, cô phải cố gắng lên. Sau khi tôi quét sạch lũ thối nát này, cô sẽ trở thành giám đốc công an thành phố. Cô phải nắm giữ chức vụ đó để còn tiếp tục trừ hại cho dân, cho nước. Lúc này, Ánh Hạ đã bị thương nặng Mắt cô vằn đỏ, vết thương không làm cô cảm thấy đau mà dường như càng làm cô có thêm sức mạnh. Những kẻ bao vây đều sợ hãi khi thấy cô quá dữ dằn và ngoan cường. Tuy nhiên, mắt thấy cô sắp bị bắt, chúng nhất định không bỏ cuộc giữa chừng. Nhiều kẻ không dám lao tới, nhưng một số vẫn ngoan cố lao lên như một đám thiêu thân. Đột nhiên, ánh hạ lão đảo đứng không vững rồi sụp chân quỳ xuống đất. Đầu gối chân trái của cô đã bị kẻ nào đó dùng gậy sắt đâm trúng thấy ánh hạ đã quỳ trên mặt đất, vô số kẻ nhào tới hòng là người đầu tiên bắt sống cô. đột nhiên một luồng ánh sáng lóe lên, á, à, đám người đang nhào về phía trước lại liên tục hét lên, máu bắn vương vãi khắp nơi. ánh hạ chống tay trái quỳ trên mặt đất nhưng cánh tay phải vẫn cầm một cây dao dài vung lên chém tiếp. mấy kẻ bị cô chém chúng hét lên thảm thiết, hồn lừa khỏi xác. nhìn cảnh tượng hiện tại của ánh hạ, lòng lê uy long đau đớn. Cảnh người nữ cảnh sát bị trọng thương quỳ trên mặt đất không khác gì cảnh cha anh trong những giây phút cuối cùng chiến đấu với bọn tay chân bang hổ báo. Hận thù mới và hận thù cũ chất chồng làm lòng Lê Uy Long sụp sôi căm hờn. Bây giờ Ánh Hạ đã gặp hiểm nguy, Lê Uy Long không thể tiếp tục chứng kiến cô bỏ mạng trong trận chiến, vậy là anh bắt đầu vật lộn một cách tuyệt vọng bất kể vết thương ở cánh tay và đùi, cố gắng phá vỡ kiềng sắt để cứu Ánh Hạ. Căng người vật lộn, tay và chân của anh đầm đìa những máu vết thương ở chân phải do chặn viên đạn cho ánh hạ đêm qua cũng bắt đầu vỡ ra và tiếp tục chảy máu. Nhưng anh không cảm thấy đau, nỗi đau trên da thịt của anh là gì so với ánh hạ? Lúc này, ánh hạ mất máu quá nhiều nên bắt đầu kiệt sức, phản ứng của cô dần trở nên chậm chạp. Những gậy sắt của kẻ thù liên tục giáng mạnh vào cơ thể cô. Chương 113 tiếp ứng. Dừng lại đi, dừng lại. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng khóc thảm thương khi thấy ánh hạ bị chúng liên tục nện gậy sắt vào người. Nhưng chúng nào lắng nghe những lời van xin thảm thiết của các cô. Chúng vẫn tiếp tục đánh. Tạ Ngọc Liên, Trương Minh Nghị, Phan Hoài Lan, Trương Minh Chí và những kẻ khác trong trương gia quan sát trận đấu với một vẻ vô cùng thích thú. Nhìn cô bị lũ người kia vây đánh hội đồng chúng không hề cảm thấy chút áy náy, thương xót trong lòng. Tất cả đều xem cô là một tội đồ xứng đáng phải chết. Bang! Một âm thanh lớn lạnh lẽo vang lên, ánh hạ bị đánh mạnh vào phía sau đầu bằng một thanh sắt. Cô đánh quá mạnh, mắt cô hoa lên và cô từ từ ngã xuống bất tỉnh. Ánh hạ đã thực sự gục ngã, đám đông dừng tay, nhìn tấm thân đầy máu của cô, lại hoảng sợ quay lại nhìn nhau, nhất thời đứng yên tại chỗ. "Mang cô ta qua đây, nhanh lên." Cao Kim Bình hét lên giận dữ. "Để bắt được ánh hạ này, rất nhiều thuộc hạ của hắn đã bị giết." Vậy làm sao hắn ta chịu bỏ qua cơ hội này để trả thù cô? Nghe lệnh của Cao Kim Bình, hai gã đàn ông có vẻ mạnh bạo hơn lập tức nắm hai cánh tay Ánh Hạ và kéo cô về phía Cao Kim Bình. Những vệt máu dài như vẽ khi chúng kéo lê cô trên mặt đất. Thấy rằng Ánh Hạ cuối cùng cũng bị bắt, đám đông bu lại vây quanh. Sau một lát, chúng đã kéo được Ánh Hạ đến trước mặt của Cao Kim Bình và Hoàng Minh Yên. "Ánh Hạ, cô dám chống lại tôi sao?" đây chính là kết cuộc của một kẻ như cô đó. Hoàng Minh Yên nhìn ánh hạ đang hấp hối trên mặt đất, khinh bỉ nói. Hoàng Minh Yên, đời còn dài lắm, ông không thoát được quả báo đâu. Những kẻ như ông chắc chắn cũng không có kết cục tốt đẹp được đâu. Mặc dù ánh hạ không thể di chuyển được nhưng cô vẫn có thể nói. Giám đốc Hoàng, không cần nói những lời vô nghĩa ấy với cô ta. Không phải ông nói rằng ông rất quan tâm đến nữ cấp dưới của mình sao? hãy nhanh chóng bắt đầu khi cô ta còn sống nếu không đến lúc cô ta chết rồi lại không vui đâu cao kim bình nhắc nhở hoàng minh yên hắn không muốn chờ đợi thêm phút giây nào hắn muốn nhìn ánh hạ bị hành hạ bị dày vò tới chết ngay lập tức phải cho cô ta nếm mùi của tận cùng đau đớn bao nhiêu tay chân của hắn đã chết mà đổi lại chỉ bắt được một kẻ hấp hối thế này thì thật đáng hận thật đáng hận ai trong số các anh bắt được cô ta trước nếu các anh thích tôi sẽ thưởng cô ta cho các anh hoàng minh yên không muốn ánh hạ chết như thế này nên hắn cất tiếng nói với những kẻ đang đứng xung quanh nhìn ánh hạ nhuộm đầy máu đỏ chúng nhìn nhau ớn lạnh không kẻ nào dám bước lên nhận thưởng tuy nhiên trong số hàng ngàn người sẽ luôn có một số kẻ đặc biệt bất thường và chẳng mấy chốc một vài kẻ đã bước ra khỏi đám đông tôi nhận tôi bắt được cô ta trước tôi phải được trước tôi chém cô ta ngã xuống nên tôi phải được hơn chục kẻ nhau nhau tranh giành làm kẻ đầu tiên. Đừng cãi nhau nữa, nhiều thế này tốt nhất là nên rút thăm để xếp thứ tự. Hoàng Minh Yên cất tiếng. Được rồi, rút thăm cũng được. Tất cả đều đồng ý rút thăm. Audio điện tử võ tấn bền. Lệ Uy Long, Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng đều chết lặng, hận không thể nào moi tim, uống máu lũ người kia. Đến con vật còn có lương tâm hơn đám người này chúng không đáng so với cả con vật. Lúc này, Hoàng Minh Yên bắt đầu chủ trì cuộc bắt thăm một cách vui vẻ. Hàng ngàn người háo hức chờ đợi kết quả bốc thăm, ngay khi có kết quả bốc thăm sẽ có một màn biểu diễn hay đáng để xem. Thấy ánh hạ sắp phải chịu đau khổ, Lệ Uy Long vừa vật lộn để bẻ gãy số gông cùm vừa giận dữ nghĩ thầm, Lưu Bảo Kim và Thiên Thành đang làm cái quái gì vậy? Làm sao mà tới tận bây giờ vẫn không thấy sư đoàn của bọn họ xuất hiện? Đúng lúc dòng suy nghĩ của Lê Uy Long vừa dứt, một tiếng gầm rung chuyển đất trời vang lên bên ngoài thung lũng ngạc na. Tất cả những kẻ đang có mặt tại đây đều sướng sở khi nghe tiếng động. Chúng nhìn giáo giác xung quanh, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lê Uy Long vui mừng hết sức, nghe thứ âm thanh quen thuộc này anh nhận ra ngay đó chính là sư đoàn của Lưu Bảo Kim mà anh vừa nghĩ tới. Cuối cùng đội quân của anh cũng có mặt tiếp ứng tiếng gầm từ xa vọng dần lại gần làm toàn bộ thung lũng ngạc na rung chuyển. Hàng nghìn con mắt trợn tròn nhìn về hướng phát ra tiếng động. Hàng nghìn con người bắt đầu ớn lạnh và run lẩy bẩy chân tay. Chúng thấy lớp lớp xe tăng, xe bọc thép và xe quân sự đang phi nước đại, lao về phía thung lũng ngạc na nơi chúng đang đứng. Lê Khắc Hưng, Cao Kim Bình, Tạ Ngọc Liên, cùng những kẻ của Trương Gia và Bang Hổ báo sốc tới nỗi đứng sững như trời trồng. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh, Nguyễn Tú Hằng nhìn thấy xe tăng, xe bọc thép và xe quân sự gầm rú bao vây khắp nơi, bọn họ như không thể tin vào mắt mình. Họ tưởng như đang mơ, tất cả đều nghi ngờ rằng họ bị ảo giác. Cảnh này còn sốc hơn nhiều so với khi Lê Uy Long tổ chức đám cưới vào tháng trước. Trong đám cưới hoành tráng làm ngỡ ngàng cả thành phố Quốc Hòa, chỉ có một vài xe tăng và xe bọc thép mở đường, còn lần này vô số xe tăng, xe bọc thép và xe quân sự xuất hiện trước mắt bọn họ. Hơn nữa, những chiếc xe hạng nặng này lại đang tấn công dữ dội, gầm rú như hổ gào, không êm ái như trong nghỉ sự của bọn họ mà như đang lao vào một trận chiến. Tất cả họ đều không hiểu, ai đã chỉ đạo đoàn quân hoành tráng này tới đây? Họ tới để làm gì? Ánh Hạ đang bị thương nặng, nhưng không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng này. Mặc dù là một cảnh sát, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một cảnh tượng gây sốc như vậy. Lệ Uy Long đã phải cắn răng chịu đựng rất nhiều giờ cuối cùng cũng chờ được tới lúc đội quân của anh tới giải cứu. Anh như được hồi sinh lần nữa, bây giờ mới là lúc lũ dã thú man dợ này phải đền tội. Chuyện gì lạ vậy, đội quân này từ đâu ra đây? Tại sao lại đến thung lũng ngạc na này tập trận đêm hôm như thế? Hoàng Minh Yên nhìn cảnh tượng hùng tráng trước mắt liền nghĩ ngay tới việc tập trận của quân đội. Cao Kim Bình nghe Hoàng Minh Yên nói thế liền cố gắng bình tĩnh lại, trấn an những đồng đảng đang run rẩy, hoảng loạn của mình, mọi người, đừng hoảng sợ. Họ đang tập trận mà thôi, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng rối loạn. Đúng, đúng, chắc bọn họ chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, rồi họ sẽ đi ngay tức khắc. Các người lo sợ cái gì, các người chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tập trận sao. Tạ Ngọc Liên lập cập trấn an đám trương gia đang tái nhợt đi vì sợ hãi. Chúng hoàn toàn nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc tập trận, không hơn không kém. Ở đây không có chiến tranh mà lại bất ngờ xuất hiện nhiều xe tăng, xe bọc thép và xe quân sự như thế thì có thể là gì khác ngoài các cuộc tập trận. Không kẻ nào tưởng tượng được đội quân hùng mạnh này tới đây để cứu Lê Huy Long. Vì hắn rốt cuộc cũng chỉ là một quân nhân quen, làm gì có cái khả năng huy động cả một sư đoàn lớn như thế đến đây giải cứu chứ. Đội quân trông có vẻ cồng kênh, nhưng lại tiếp cận thung lũng ngạc na trong nháy mắt đám trương gia và bang hổ báo thêm một phen kinh hoàng khi thấy đội quân không đi ngang qua mà tiến thẳng vào trong thung lũng họ định tới thung lũng ngạc na làm gì cao kim bình lại bắt đầu hoảng loạn làm sao tôi biết được không phải chỉ đến đây để tập tận thôi chứ hoàng minh yên cũng bắt đầu hoang mang nếu đội quân này tình cờ biết rằng bọn họ đang thực hiện những vụ giết người bi thảm ở đây liệu họ có can thiệp vào không không phải đoàn quân này tới đây để giải cứu lê uy long đấy chứ võ trung hiếu toát mồ hôi hột hỏi không thể nào tôi đã xác minh lý lịch của lê uy long hắn chỉ là một cựu chiến binh bình thường làm sao một sư đoàn hoành tráng như vậy có thể đến đây giải cứu hắn ta hoàng minh yên vẫn bướng bỉnh hình như là có chuyện có vẻ có chuyện không ổn rồi lúc này tạ ngọc liên không còn bình tĩnh được nữa bà ta bắt đầu run rẩy toàn thân lúc này cơ man xe tăng xe quân sự và xe bọc thép đã xông thẳng vào trong thung lũng rồi xếp thành hàng ngay ngắn vô số binh sĩ vũ trang đầy đủ nhảy ra khỏi các xe quân sự và đứng xung quanh những chiếc xe tăng và xe bọc thép, chĩa thẳng súng vào đám đông đang có mặt trong thung lũ ngạc na. chương 114 ứng cứu Một số binh sĩ vừa xuống xe đã nhanh chóng lắp súng máy ngay tại chỗ. Vì lúc này Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và hai người bạn của họ vẫn đang bị trói chặt vào thân cây, nên những người lính này không dám bắn bừa, họ sợ rằng đạn lạc có thể khiến Lê Uy Long và những người khác bị thương. Những người đang có mặt ở thung lũng Ngạc Na lúc này bỗng nhiên trông thấy tất cả đầu súng trên các xe tăng, xe bọc thép và mũi súng của vô số binh lính đang chĩa về phía mình, ai nấy đều thất thần sợ hãi. Không phải là diễn tập đâu, mau chạy đi, Hoàng Minh Yên bất giác tỉnh khỏi cơn mơ. Ông ta nhanh chóng hiểu ra rằng đội hình hoành tráng này nhất định không phải là một cuộc diễn tập thông thường của quân đội, nên ngay lập tức ra hiệu lệnh cho đàn em trốn vào các ngọn núi xung quanh thung lũng Ngạc Na những người có mặt tại hiện trường vội vã giải tán ai nấy đều cố gắng chạy nhanh nhất có thể và sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để được chạy trước mặc dù trong tay bọn họ cũng có súng nhưng mấy khẩu súng ngắn đó làm sao so được với các khẩu đại pháo và lôi kích của quân đội làm sao bọn chúng dám đối đầu với cả một quân đoàn được trang bị vũ khí tận răng như vậy chứ từng người đều lần lượt vứt bỏ mũ bảo hiểm và áo giáp rồi vội vã chạy trốn một cách thảm hại nhiều người trong số đó đã bị dẫm đạp đến chết các thành viên gia đình họ Trương cũng quá sợ hãi và mạnh ai nấy chạy, náo loạn như một bầy vịt, ngay cả tộc trưởng Tạ Ngọc Liên đứng thần ra đó cũng bị họ phớt lờ. "Đợi tôi với, ai đó làm ơn giúp tôi với." Tạ Ngọc Liên đã 70 tuổi, bà ta không thể nào chạy nhanh được, khung cảnh xung quanh lại quá hỗn loạn khiến bà hoàn toàn không biết nên làm gì, chỉ đành cố gắng hét lên. Tuy nhiên, con cháu của bà ta hiện còn chạy nhanh hơn cả ngựa chiến bị thuốc roi. Mạng họ còn lo chưa xong đâu còn tâm trí mà ngó ngàng đến Tạ Ngọc Liên. Lệ Uy Long im lặng nhìn những người đang vội vã chạy trốn kia một cách lạnh lùng. Anh biết rằng cho dù có cố gắng đến thế nào đi nữa, không ai trong số họ có thể chạy thoát được. Nội quân của anh đã đến và một cuộc tàn sát đẫm máu sẽ chính thức bắt đầu. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng cũng rất hoảng loạn vào lúc này, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng họ đã bị trói cố định vào một cái cây nên có muốn cũng không thể chạy nổi trong lòng ba cô gái thực sự cảm thấy rất kỳ lạ chính xác thì đội quân này tại sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ là đến để cứu họ lúc này ánh hạ đã bị thương rất nặng dĩ nhiên cô không thể chạy nổi nhưng cho dù không bị thương cô cũng sẽ không chạy bởi vì đối với cô quân đội khoác phải kẻ thù cô cũng hoàn toàn trong sạch nên không việc gì phải e sợ cuộc thanh trừng của họ cả vừa lúc đó Lưu Bảo Kim và Thiên Thành đều đã ra khỏi xe và vội vã chạy về phía Lê Uy Long để giải cứu anh. Một lượng lớn binh sĩ cũng chạy ngay theo họ. Nhìn thấy cảnh này, Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh, Nguyễn Tú Hằng và cả ánh hạ đều hết sức ngạc nhiên. Chẳng lẽ cả một quân đoàn lớn như vậy thực sự đến đây để cứu Lê Uy Long? Soái tướng, chúng tôi đã đến giải cứu chậm trễ, xin soái tướng tùy ý trừng phạt. Lưu Bảo Kim và Thiên Thành đồng thanh nói. Trong lúc đó, những cỗ xe tăng và xe chiến đấu vẫn đang gầm rú ẩm ẩm mặt đất xung quanh cũng rung chuyển dữ dội bốn cô gái thì lại ở cách khá xa vị trí của lê uy long vì vậy họ không thể nghe thấy lưu bảo kim và thiên thành đang nói với lê uy long những gì đừng mất thời gian thêm nữa chuyện đó nói sau hãy mau phá mấy cái kiềng sắt này giúp tôi lê uy long có kỉnh nói bọn họ quả thực đã đến muộn nếu không nhờ ánh hạ đến trước và chiến đấu ác liệt với đám xã hội đen đó thì khi quân đội đến chắc hẳn anh đã trở thành phế nhân, và vợ anh cũng như Ngô Tường Ninh, Nguyễn Tú Hằng đã bị hủy hoại cả rồi. Vâng, thấy Lê Uy Long đang giận dữ đùng đùng, Lưu Bảo Kim và Thiên Thành đều toát mồ hôi lạnh, không dám nói thêm câu nào. Thiên Thành ngay lập tức đi ra đằng sau Lê Uy Long, sau đó dùng hai tay nắm chặt lấy hai thanh sắt sau cổ anh rồi kéo mạnh khiến chúng uốn cong và bật ra. Sau khi Thiên Thành bẻ gãy tất cả các kiềng sắt trên cơ thể Lê Uy Long, Lưu Bảo Kim mới nói, Soái tướng, toàn bộ sư đoàn đã sẵn sàng, xin anh hãy ra hiệu lệnh. Tất cả những kẻ đang có mặt ở thung lũng ngạc na này đều có tội, chúng ta sẽ giết tất cả bọn chúng. Lê Uy Long cau mày nói đầy giận dữ. Những kẻ bị ổi này không chỉ muốn hủy hoại vợ của anh và Ngô Tường Ninh, Nguyễn Tú Hằng, mà còn đánh đập cảnh sát ánh hạ thẩm tệ, thậm chí ngay cả khi ánh hạ đã bị thương nặng, bọn chúng vẫn muốn cưỡng bức cô ấy. Thật sự là một lũ xuất sinh không có liêm sỉ bọn chúng phải chết thì xã hội này mới tốt đẹp lên được vâng tôi đã hiểu lưu bảo kim và thiên thành đồng thanh nói riêng hoàng minh yên cao kim bình tạ ngọc liên trương minh trí cùng với quân sư võ trung hiếu và bốn thủ lĩnh khu vực của băng hổ báo các anh bằng mọi cách phải bắt sống chúng về đây để ngày mai tôi có thể tự tay giết chúng trước mộ cha tôi tuyệt đối không được để bất cứ ai trốn thoát lê uy long nói thêm anh biết rằng súng đạn không có mắt và kẻ thù cũng có rất nhiều súng. Nếu có thể nhanh chóng bắt sống những kẻ cầm đầu này, anh có thể giúp cho binh lính của mình không phải chịu quá nhiều thương vong, tránh những thiệt hại không cần thiết. Vì vậy bắt sống chúng là một việc cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Vâng, sĩ quan Lưu và Thiên Thành lập tức tuân lệnh. Được rồi, trước hết hãy thông báo với bác sĩ quân đội và đưa nữ cảnh sát đang bị thương nặng đằng kia lên xe điều trị, rồi sau đó chúng ta sẽ hành động. Lê Uy Long nói, dù sao, đám lâu nhâu đó cũng không thể trốn thoát cứ để chúng chạy thêm một lúc cho mệt nhoài đi cũng được lúc này cứu mạng ánh hạ mới là ưu tiên hàng đầu đã rõ lưu bảo kim và thiên thành nói lớn nếu không nhờ cô ấy đến kịp lúc vào một mình chiến đấu với hàng ngàn người kéo dài thời gian thì lúc này chắc tôi và mọi người đã bị chúng hành hạ đến chết rồi nhất định phải cứu sống cô ấy lê uy long nói tiếp mắt nhìn về phía ánh hạ vâng nghe tới đây Lưu Bảo Kim và Thiên Thành bỗng cảm thấy thật xấu hổ vì đã không thể đến kịp lúc. Đồng thời họ cũng rất nể phục nữ cảnh sát ánh hạ dũng cảm, một cô gái nhỏ bé như thế lại dám chiến đấu chống lại hàng ngàn kẻ thù độc ác. Nhìn thấy những vết thương dướm máu trên tay và chân của Lê Uy Long, họ cũng biết rằng mình thực sự đã đến muộn. Còn nữa, đã nói đừng gọi tôi là soái tướng mà, tôi vẫn đang là một gã con rể vô dụng thấp hèn cơ mà. Lê Uy Long thì thầm. Ấy, chúng tôi suýt quên mất nhưng giờ anh có thể yên tâm rồi, Thiên Thành nói và cười nhạt. Được, vậy hãy hành động ngay đi. Nói xong, Lệ Uy Long lập tức đi thẳng đến chỗ cái cây nơi Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng đang bị trói. Thiên Thành và một nhóm binh sĩ khác lập tức đi theo để bảo vệ anh. Lưu Bảo Kim thì vội vã đi gọi bác sĩ quân y đến giải cứu ánh hạ. Với một sự kiện quan trọng như hôm nay, sư đoàn tác chiến này đã được cấp trên bố trí các bác sĩ quân y tài giỏi nhất trong cả nước cùng với các thiết bị y tế hiện đại nhất nhất quyết không để xảy ra sơ sót nào các bác sĩ quân y vừa nhận được lệnh liền ngay lập tức khiêng cáng chạy đến đưa ánh hạ vào một chiếc xe gần đó để chữa trị khi lê uy long và thiên thành đến chỗ chu nhược mai ngô tường ninh và nguyễn tú hằng hai người nhanh chóng tháo dây trói trên người các cô gái và mở còng tay đang thiết chặt ra họ tới tận lúc này nhược mai tường ninh và tú hằng vẫn còn chưa hết sốc họ chết lặng không dám tin rằng mình đã thực sự được giải cứu tất nhiên họ không nghe thấy cuộc trò chuyện trước đó giữa lê uy long với hai sĩ quan quân đội kia tê thiên thành đã đến quá trễ khiến chị dâu phải sợ hãi rồi xin cứ trừng phạt tôi đi thiên thành cúi mặt nói là anh đã đưa đội quân này đến sao chu nhược mai đã định thần lại và hỏi ngay khi thấy thiên thành lên tiếng đúng vậy Thiên Thành nói, đừng lo, cứ đi theo bọn anh, Lê Uy Long không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, anh chỉ muốn ba người họ rời khỏi nơi tan tóc này thật nhanh, để anh và những binh sĩ khác có thể lập tức nổ súng tiêu diệt bang hổ báo và trương gia. Vì vậy, ba cô gái đã theo Lê Uy Long lên một chiếc xe bọc thép gần đó. Theo lệnh Thiên Thành vừa nãy, nhóm lính phải luôn theo sát Lệ Uy Long để ngăn các thành viên của bang hổ báo bất ngờ nổ súng làm anh bị thương mọi người hãy lên chiếc xe bọc thép này trước và ngồi yên ở trong đó chờ tôi. Lệ Uy Long nói với Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng. Dù sao, ở đây cũng có rất nhiều xe bọc thép, cho dù lực lượng băng hổ báo rất đông, nhưng để đối phó với chúng không nhất thiết phải huy động đến toàn bộ số xe này. Những chiếc xe còn lại này tương đối an toàn và có thể giúp họ tránh các rủi ro không cần thiết. Mặt khác, khi chiến tranh bắt đầu, súng đạn không có mắt và nếu lỡ may họ bị trúng đạn lạc thì coi như mọi cố gắng chiến đấu của Lê Uy Long và quân sĩ đều trở thành vô ích. Được, em biết rồi. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của băng hổ báo. Dĩ nhiên họ tự biết phải bảo vệ bản thân, vì vậy tất cả đều lần lượt bước lên chiếc xe bọc thép này. Cùng lúc này, các bác sĩ quân y cũng đã đưa ánh hạ lên một chiếc xe quân sự gần đó, sẵn sàng chữa trị cho cô. Trường 115 khai chiến mau, tiêu diệt tất cả kẻ thù ở thung lũng ngạc na. Lưu Bảo Kim vừa trông thấy Chu Nhược Mai, Ánh Hạ và những cô gái khác đã được chuyển đến xe bọc thép an toàn thì lập tức ra lệnh. Anh vừa dứt lời, 5.000 khẩu pháo lập tức lên nòng, bắn phá thẳng vào trung tâm thung lũng ngạc na. Những thành viên của băng hổ báo và người nhà họ Trương đang hớt hải chạy trốn, ban đầu khi không thấy bất kỳ động tĩnh nào, chúng còn nghĩ rằng sư đoàn hùng hậu này không phải đến đây để tàn sát mình và thở phào nhẹ nhõm nhưng chỉ một lát sau họ đột nhiên nghe thấy vô số tiếng đạn pháo ầm ầm lúc này họ mới hiểu rằng mình thực sự là mục tiêu và tiếp tục chạy đi trong vô vọng bùm 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 đoang đoang vô số đạn pháo lao tới và nổ giữa đám đông á á á những tiếng thét vang lên hết lần này đến lần khác máu thịt bay tứ tung khắp khu thung lũng ngạc na vô số người bị thổi bay với phần cánh tay và chân bị đứt lìa vương vãi đầy trên mặt đất tấn công, bắt sống những tên cầm đầu. Sau một loạt đạn pháo mở màn, Lưu Bảo Kim ngay lập tức ra lệnh cho một đội tấn công khác phải bắt sống những kẻ đứng đầu do Lê Uy Long trực tiếp chỉ định. Một loạt các xe tăng và xe bọc thép dày đặc bắt đầu tiến về phía thung lũng ngạc na theo những hàng lối ngay ngắn. Từng tốp binh lính đi cùng đội xe tăng và xe bọc thép này và bắt đầu bắn xối xả vào tất cả các vị trí mà họ nghi ngờ là có người đang trú ẩn. Păng păng păng, a ah, hát ah, ah những tiếng súng dữ dội kèm theo vô số tiếng la hét thảm thiết đang vang vọng khắp bầu trời thung lũng ngạc na. Những người đang tuyệt vọng bỏ chạy đều lần lượt bị bắn hạ và nằm la liệt trên mặt đất khô cằn. Bất cứ nơi nào xe tăng và xe bọc thép đi tới, bọn chúng đều bị xe cán và nát bét như tương, bao gồm cả những xác chết do bị ánh hạ giết trước đó và những kẻ không thể chạy tiếp do bị thương. Á, 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 Bất cứ nơi nào cỗ xe đi qua, máu thịt bắn lên tung tóe và tiếng xương người gãy vụn kèm những tiếng hét thảm thiết vang lên không ngớt. Băng hổ báo và trương gia chưa bao giờ bị tấn công bởi một quân đoàn tinh nhuệ như vậy. Đây thực sự là một cơn ác mộng đối với chúng. Thung lũng Ngạc Na hôm nay quả thực đã biến thành địa ngục trần gian. Thấy trận chiến đã bắt đầu đi vào trật tự theo kế hoạch của mình, Lê Uy Long quyết định đi kiểm tra tình hình ánh hạ trước. Ánh hạ đã bị thương nặng vì cứu anh và những người thân anh dĩ nhiên rất biết ơn cô và phải trực tiếp nhìn thấy cô được cứu sống khi đến phía sau xe quân sự lê uy long thấy rằng các bác sĩ đã bắt đầu điều trị khẩn cấp cho ánh hạ đội trưởng ánh hạ cô phải dáng lên lê uy long lo lắng nói uy long đêm qua anh đã cứu mạng tôi nên dĩ nhiên hôm nay tôi cũng sẽ chiến đấu hết mình để cứu vợ và bạn bè anh tôi là người rất sòng phẳng nếu đã nợ anh điều gì tôi nhất định sẽ trả lại ánh hạ nói một cách yếu ớt Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Thật là, lúc này đừng nói chuyện vô nghĩa nữa. Cô không nợ tôi gì cả." Lê Uy Long nói. "Sư đoàn này đến từ đâu vậy?" Ánh Hạ thều thào hỏi lại. "Đó là đội quân cũ của tôi. Họ biết rằng tôi đang gặp nguy hiểm, vì vậy họ đã đến giải cứu tôi." Lê Uy Long nói. "Nếu vậy thì hay rồi, mau giúp tôi đi, tôi phải quay lại chiến đấu và tiêu diệt tên cặn bã Hoàng Minh Yên kia." Ánh Hạ bỗng nói một cách quyết liệt. chấm chấm lê uy long toát mồ hôi đầm đìa hiện giờ ánh hạ đã bị thương nặng như vậy mà vẫn còn tâm trí nghĩ đến việc giết kẻ thù cô đúng là rất can trường nhưng cô chiến đấu đến như thế là đủ lắm rồi việc đối phó với một kẻ bị ổi như hoàng minh yên không cần đến tay một nữ anh hùng như cô cô không cần phải tự làm điều đó hãy để đồng đội của tôi giúp cho bây giờ cô hãy yên tâm để bác sĩ quân y ở đây chữa trị cho mình trước sau khi được chữa khỏi Hoàng Minh Yên đó cô có thể tùy ý xử lý, Lệ Uy Long ôn tồn nói. Sau khi nghe những lời của anh ta, ánh hạ thực sự cảm thấy rất yên tâm và có phần tự hào, cô nói, "Được, vậy tôi sẽ chuyên tâm điều trị vết thương trước." "Đúng vậy, sau khi vết thương của cô được chữa lành, tôi sẽ cất nhắc cô trở thành giám đốc sở cảnh sát thành phố, thay thế gã Hoàng Minh Yên thối nát đó." Lệ Uy Long mỉm cười nói. "Lúc này rồi mà anh còn đùa tôi, làm sao tôi có thể trở thành giám đốc sở cảnh sát chứ?" Anh bị chúng đánh vào đầu à?" Ánh Hạ nói với vẻ không hài lòng. Một người luôn đứng về phía công lý, sẵn sàng hy sinh bảo vệ người vô tội, lại chiến đấu một cách can đảm như cô, nếu không để cô giữ vị trí đó thì còn ai có khả năng ấy chứ?" Lê Uy Long nói. "Chuyện đó không đến lượt anh quyết định đâu." Ánh Hạ hoàn toàn không dám tưởng tượng rằng mình có thể ngồi vào vị trí đó. "Vậy thì cứ chờ xem." Lê Uy Long nói chắc nịch. Trong khi Lê Uy Long đang trò chuyện với Ánh Hạ, Lưu Bảo Kim vẫn tiếp tục chỉ huy sư đoàn của mình tấn công. Những tiếng súng ồn á trong thung lũng Ngạc Na vang liên hồi không dứt, và kèm theo đó là vô số tiếng hét đau đớn. Vô số thành viên của băng hổ báo và gia đình họ Trương đã bị xóa sổ trong khi Uy Long và Ánh Hạ đang cười nói. "Hoàn Soái, anh có thể nói chuyện với cô ấy sau được không? Cô ấy có quá nhiều vết thương, chúng tôi phải cởi bỏ quần áo để cầm máu và khâu vết thương cho cô ấy." có khi là còn phải làm vài tiểu phẫu nữa anh có thể mau chóng tránh ra một chút không một nữ bác sĩ quân đội thấy lê uy long và ánh hạ nói chuyện quá lâu liền vội vã lên tiếng với vẻ khó chịu lê uy long toát cả mồ hôi không ngờ nữ bác sĩ quân y này dám nói chuyện với anh bằng thái độ đó có vẻ như anh bình thường quá dễ gần rồi tuy nhiên anh cũng biết rằng việc sơ cứu bây giờ rất quan trọng và việc anh trò chuyện liên tục với ánh hạ ở đây thực sự rất ảnh hưởng đến việc điều trị của các bác sĩ quân đội vì vậy anh nói với một chút bối rối được rồi tôi sẽ đi ngay đây mọi người hãy chăm sóc cho cô ấy nói xong lê uy long quay lưng lại và lặng lẽ rời đi khi nữ bác sĩ quân đội này gọi lê uy long là soái tướng ánh hạ đã vô tình nghe thấy nhưng thực ra cô cũng không biết từ soái tướng này nghĩa là gì cô nghĩ đó chỉ là một biệt danh và không quan tâm lắm lúc này nữ bác sĩ quân đội đang vội vã cởi bỏ quần áo ngoài của ánh hạ Thấy trên cơ thể mình đầy những vết sẹo, Ánh Hạ lo lắng nói, tôi có quá nhiều vết thương, chúng sẽ không để lại sẹo chứ? Mặc dù Ánh Hạ là một cảnh sát dũng cảm và mạnh mẽ, nhưng cô ấy vẫn là một người phụ nữ và dĩ nhiên cô cũng rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Nếu cơ thể cô đầy dẫy những vết sẹo xấu xí như vậy, làm sao cô có thể tự tin kết hôn với ai đó trong tương lai? Cô gái, đừng lo lắng chúng tôi có một loại thuốc chống sẹo đặc biệt nên đảm bảo rằng sẽ không để lại bất kỳ vết sẹo nào trên cơ thể cô đâu, nữ bác sĩ quân y nói và mỉm cười. Thật sao, không phải chị đang an ủi tôi đấy chứ? Ánh hạ cao mày nghi ngờ. Nguyên tắc trong quân đội là không được nói dối, tất nhiên đó là sự thật rồi. Sau khi cô khỏe lại, tôi hứa rằng làn da của cô sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, mịn màng như tuyết. Yên tâm rồi chứ?" Nữ bác sĩ quân đội nói và bật cười với vẻ lo lắng đến căng thẳng của Ánh Hạ. "Được, vậy xin chị hãy giúp tôi chữa lành vết thương càng sớm càng tốt." Ánh Hạ đã hiểu ra vấn đề, thật vô ích khi cứ lo lắng như vậy, cô quyết định sẽ tin vào tay nghề của họ. Vì vậy, các nữ bác sĩ quân đội bắt đầu quá trình điều trị cho Ánh Hạ. Sau khi Lê Uy Long rời khỏi chiếc xe quân sự nơi Ánh Hạ đang được chạy chữa, anh đứng lại bên cạnh chiếc xe bọc thép nơi Chu Nhược Mai đang theo dõi trận chiến. Để đối phó với đám người này, Lệ Uy Long không cần phải trực tiếp chỉ đạo, chỉ cần giao nó lại cho sĩ quan Lưu. Tất nhiên, Thiên Thành cũng không nhàn rỗi vào thời điểm này. Cá nhân anh ấy cũng đang dẫn đầu một tiểu đội binh lính lao tới. Anh ta muốn bắt sống vài người mà Uy Long đã chỉ định lúc đầu. Tạ Ngọc Liên chính là người đầu tiên bị Thiên Thành bắt sống vì bà ta quá già nên không thể chạy nhanh chỉ trong một thời gian ngắn thiên thành đã bắt được phan hoài lan trương minh nghị trương minh trí và một số người khác bọn họ đã bị thương bởi một quả bom nổ gần đó nhưng vẫn còn sống khi hoàng minh yên và cao kim bình trông thấy cảnh quân đội vừa đi qua những người xung quanh liên tục ngã xuống họ đã rất sợ hãi bọn chúng biết rằng nếu điều này còn tiếp diễn không sớm thì muộn cũng sẽ bị đánh bom hoặc bị bắn chết chúng không muốn ngồi yên chờ chết như vậy mọi người đừng chạy trốn dù sao cũng đến ngõ cụt rồi hãy chiến đấu đi đánh lại bọn nó hoàng minh yên dù sao cũng vẫn là giám đốc sở cảnh sát thành phố nhiều người vẫn e sợ quyền lực của ông ta nên khi ông ta vừa lên tiếng tất cả đã dừng lại phải dù sao thì tất cả đều chết hãy đấu với bọn chúng một trận ra trò đi suốt cuộc cao kim bình cũng là thủ lĩnh của một băng đảng là một người đàn ông tàn bạo hắn ta không muốn ngồi yên chịu chết nên đã ra lệnh cho đàn em quay lại kháng cự băng hổ báo suốt quân tối nay có tất cả hơn 1.000 người, tất cả đều có súng hoặc dao. Mặc dù hiện tại đã có mấy chăn người bị giết, nhưng vẫn còn không ít nhân mạng. Nếu tất cả bỏ chạy một cách mù quáng và không đánh trả, họ sớm muộn cũng sẽ chết. Chẳng thà là chiến đấu đến chết sẽ bất nhục nhã hơn. Các thành viên băng đảng hổ báo và đội ngũ thân cận của Hoàng Minh Yên cũng hiểu điều này, nên khi nghe lệnh của Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình, họ lập tức quay lại và bắn trả. Có rất nhiều đá và cây cối rậm rạp trong thung lũng Ngạc Na. Nhờ đó Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình, Võ Trung Hiếu và bốn thủ lĩnh các khu vực đều đã tìm thấy nơi trú ẩn và bắt đầu tổ chức kháng chiến. Tuy nhiên, người mà chúng phải đối mặt là những chiến binh tinh nhuệ nhất của Lê Uy Long, nếu chúng muốn chiến đấu chống lại sư đoàn dũng mãnh này, thực sự chỉ như một con kiến cắn voi. Sư đoàn tinh nhuệ này có rất nhiều xe tăng và xe bọc thép. Hàng toán binh sĩ thiện chiến cũng đang ngồi trong những chiếc xe này và tấn công một cách có trật tự. Chương 116 kẻ cầm đầu tháo chạy. Sự kết hợp giữa xe tăng, xe bọc thép và bộ binh trong chiến đấu đã dễ dàng tạo thành lợi thế bất khả chiến bại. Các thành viên của băng băng hổ liệu có thể làm được gì khi đối mặt với đội quân hùng hậu này? Chưa kể, sư đoàn tinh nhuệ này còn được đào tạo bài bản trong quân ngũ, được trang bị vũ khí tối tân, kinh nghiệm chiến đấu đầy mình đấu với họ có khác gì lấy trứng trọi đá, lấy mèo vần hổ. Mặc dù người của băng hổ báo cũng được trang bị súng, nhưng những người lính của sư đoàn còn được bảo vệ bởi xe tăng và xe bọc thép, đạn của chúng căn bản không thể làm tổn thương đến họ. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng cũng đang yên vị trong một chiếc xe bọc thép và chăm chú theo dõi trận chiến. Từ nhỏ tới lớn, họ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến những cảnh chiến đấu gay cấn này. Cơ hội này không dễ gì có được, nên dĩ nhiên họ sẽ không bỏ lỡ nó những cảnh đánh nhau trong trường hợp đặc biệt như thế này chưa từng được thể hiện trong bất kỳ bộ phim nào cũng phải thôi bởi cho dù có làm thành phim cũng đâu thể mang lại cảm giác chân thực như thế nhìn thấy những đám người xấu xa liên tục bị thổi bay và bị giết bởi sư đoàn chính nghĩa này hết lần này đến lần khác tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm trong lòng ba người họ suýt chút nữa đã bị hủy hoại trong tay những tên xúc sinh này họ vô cùng căm hận chúng và chẳng hề có chút xót thương nào cho dù chúng có bị phanh thây hơn nữa những con quái vật này cũng đã đánh và hành hạ ánh hạ rất thậm tệ khiến cô ấy bị thương nặng không dừng lại ở đó chúng lại còn muốn hủy hoại cô ấy trước khi giết hẳn thật là một lũ cầm thú không thể tha thứ cùng lúc đó thủ lĩnh mặt thẹo của khu phía đông và nguyễn thành nam của khu vực phía nam đã bất ngờ bị bắn vào chân và ngã dúi xuống đất ngay lập tức Tại nơi chúng bị ngã có một số xe tăng đang lao đến, cả hai đều sướng sờ, sợ hãi tột độ. Hiện chúng đều đã bị bắn vào chân, không ai có thể chạy được nữa. Không, Mặt Thẹo và Nguyễn Thành Nam sợ hãi quá độ và gào khóc rên rỉ hết sức thảm thiết. Tuy nhiên, những người lính trên xe tăng không biết rằng hai kẻ này là hai trong số bốn thủ lĩnh của băng hổ báo mà Lê Uy Long đã chỉ định phải bắt sống. Vì vậy, họ không quan tâm lắm đến bọn chúng và vẫn tiếp tục cho xe lao về phía trước a h h h a a hai tiếng hét thất thanh cùng lúc vang vọng trên bầu trời của thung lũng ngạc na chiếc xe tăng vừa trực tiếp cán qua qua cơ thể chúng hai thủ lĩnh của băng hổ báo hung ác nước tiếng đột nhiên biến thành hai đống bầy nhầy đỏ thẫm như nước sốt thịt thực sự là một cảnh tượng quá đỗi kinh dị hoàng minh yên cao kim bình võ trung hiếu và hai thủ lĩnh khu vực còn lại là lưu bảo thục và ngụy an khánh đều trở nên tái nhợt và run lẩy bẩy khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này trong khi đó, sư đoàn tác chiến vẫn đang tiến lên, lái xe đi thẳng về phía trước, tiêu diệt vô số người. Bất cứ nơi nào đội quân này đi qua, nơi đó đều đầy rẫy những tiếng kêu khóc thảm thiết, những tiếng la giống như lợn bị chọc tiết và kèm theo đó là những hình ảnh đẫm máu vô cùng tan tóc. Đám tay sai của Trương Gia cũng đã chết gần hết, số còn lại đều bị thương nặng trong cuộc hỗn chiến. Tạ Ngọc Liên, Trương Minh Nghị Phan Hoài Lan và Trương Minh Chí đã bị bắt sống và tất cả đều kinh hoàng đến cùng cực khi phải tận mắt chứng kiến cái chết bi thảm của rất nhiều người trong dòng tộc. Họ vẫn không hiểu tại sao đội quân này đột nhiên xuất hiện để tiêu diệt băng hổ báo. Tất cả đều hối hận khi đến tham dự vụ hành quyết Lê Uy Long tối nay. Nếu như từ đầu họ quyết không đến xem, có lẽ lúc này đã không bị bắt sống. Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm, bọn họ lại cảm thấy mình vẫn còn chút may mắn khi đã bị bắt sống. Nếu không có lẽ chính họ cũng sẽ chết một cách thảm hại như những người dưới kia. Tất cả đều có một niềm tin mong manh rằng chỉ cần họ không chết ngay lúc này, họ sẽ có cơ hội sống sót. Bởi vì Trương gia dẫu sao vẫn còn có Trương Minh Thành, người giữ một chức vụ cao trong ban lãnh đạo thành phố. Chừng nào Trương Minh Thành ra mặt, những người này chắc chắn sẽ để họ đi. Đoàng, đoàng, đoàng. Những tiếng đại bác tiếp tục vang lên và những người ngoan cố thách thức đều bị thổi bay trong làn khói đạn mù mịt thung lũng ngạc na đã trở thành địa ngục trần gian, thành mồ chôn của toàn thể băng hổ báo. Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình và Võ Trung Hiếu thấy hơn ngàn anh em đều đã bị thương nặng hoặc bị giết chết. Lực lượng đông đảo mà chúng cất công chuẩn bị đã nhanh chóng tiêu tan chẳng còn lại mấy mống. Tất cả chúng đều sợ hãi và vội vã trốn lên núi. chương 117 cuộc thanh trừng ở thung lũng ngạc na. Đám tâm phúc của Hoàng Minh Yên nhìn thấy xếp lớn của mình bỏ chạy liền không còn chút can đảm nào, vứt hết vũ khí mạnh ai người nấy chạy. Lũ tay chân bang hổ báo thấy thủ lĩnh Cao Kim Bình và quân sư võ Trung Hiếu hối hả tìm cách thoát thân, cũng nháo nhào, hoảng hốt chạy theo như rắn mất đầu. Ánh hạ đang được điều trị thương tích trong một chiếc xe quân sự, nghe tiếng pháo nổ ầm ầm bên ngoài và tiếng súng nổ liên tục, cô không thể chờ đợi hơn được nữa, liền nói ngay sau khi nữ quân y lau xong vết máu trên người. Được rồi, tôi thấy ổn hơn rồi, tôi muốn ra ngoài xem, các nữ quân y sửng sốt không nói nên lời, ra đó là có gì hay. Những cảnh này là những cảnh họ phải trông thấy thường xuyên. Họ đã quá quen với những cảnh thương vong đầu rơi máu chảy này nên tất cả đều không thấy có gì hay ho để xem ngoài kia cả. Họ đã trải qua nhiều chiến trường lớn hơn gấp trăm lần như thế. Vết thương ở đầu cô chưa ổn, một nữ bác sĩ quân đội kêu lên. Để sau đi, chậm chế nữa là trận chiến kết thúc mất, xin hãy giúp tôi mặc quần áo vào ánh hạ nói đây là một cảnh chiến đấu hiếm hoi nếu cô bỏ lỡ lần này rất có thể trong tương lai cô sẽ không có cơ hội để mục sở thị thêm một lần nữa vì vậy tất nhiên cô rất sốt sắng được ra ngoài quần áo của cô bị rách rồi cô không thể mặc chúng nữa nữ quân nhân nói vậy tôi phải làm sao đây ánh hạ rất lo lắng đương nhiên cô không thể chạy ra ngoài mà không mặc quần áo thôi được rồi tầm vóc của tôi cũng tương đương với cô tôi sẽ mặc đồng phục quân đội cho cô nữ bác sĩ đành nhượng bộ và lấy ra một bộ đồng phục trong quân ngũ cảm ơn ánh hạ nói một cách biết ơn không có gì chỉ là một bộ quân phục thôi mà vị nữ bác sĩ đáp lời ánh hạ khi mặc quần áo cho cô mặc xong cô nhanh chóng lao ra ngoài xem trận chiến dù vết thương trên cơ thể cô hoàn toàn chưa ổn nhưng vì sự thôi thúc mãnh liệt của trí tò mò ánh hạ vẫn ra được ngoài mà không cần ai hỗ trợ lúc này hoàng minh yên cao kim bình võ trung hiếu và đám người còn lại đang cố sức bỏ chạy lên núi theo sau là một nhóm lớn lũ tay chân tàn dư bị đánh cho tơi tả pằng 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 chấm cùng một lúc mấy khẩu đạn pháo trên những chiếc xe tăng nhắm thẳng vào chúng mà bắn bùm 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 những khẩu thần công tiếp tục rền vang á á á những tiếng la hét chói tai vang lên vô số thành viên của báng hổ báo và lũ tay sai của Hoàng Minh Yên bị thổi bay lên cao, máu thịt vương vãi khắp nơi. Bụp, 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 cơ man những xác chết mất đầu, mất chân, đứt ngang phần bụng, vang vào người bọn Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình. Úi, trời ơi! Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình hét lên cũng lúc, xém xỉu vì sợ hãi. Chúng rùn cả đầu gối, không còn chạy được nữa mà ngã ngồi xuống đất. Ngay khi ngã ngồi xuống đất, vô số bàn tay bàn chân tim gan phèo phổi của đám người chúng đạn đổ ụp hết xuống đầu làm cả hai tiếp tục xón ra quần vì sợ lúc này cả hai tên đều hối hận khôn cùng chúng đã chuẩn bị một kế hoạch tuyệt vời để giết lê uy long tại sao lại gặp phải một đội quân táng đởm kinh hồn này ở đây chẳng lẽ không phải tình cờ họ đi ngang qua mà đội quân này thực sự tới đây để giải cứu một quân nhân quèn như lê uy long ánh hạ vô cùng vui mừng khi chứng kiến những kẻ cầm thú ngoài kia tan xương nát thịt chúng đã hành hạ cô và nhóm Lê Uy Long một cách vô lương tâm và bây giờ tới lượt chúng phải trả một giá đắt. Đặc biệt là khi nhìn Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình sụp một đống xuống đất, cô cảm thấy nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng to lớn trong lòng. Đoàn quân tiếp tục quét sạch lũ rác rưởi ở mọi ngóc ngách. Lũ tay chân của bang hổ báo không còn có thể chống đỡ được chút nào. Tất cả đều hoảng loạn ôm đầu chạy lên núi. Bùm, 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 bùm. Đoàn, đoàn, bùm. Bùm! Âm thanh của những khẩu đại liên, tiểu liên khác nhau vang lên. Vô số viên đạn rào rào bay về phía những kẻ đang chạy trốn. Á, à, á! À. Những kẻ đã chạy lên được trên núi cũng bị bắn cho rơi xuống đất. Lệ Uy Long đã ra lệnh giết hết chúng thì dĩ nhiên những người lính của anh sẽ không bao giờ mềm lòng. Nhìn tay chân anh và ánh hạ đầm đìa những máu, họ biết nhất định những giã thú này đã ra tay hành hạ chủ soái của họ và bây giờ họ muốn trả thù cho Lê Uy Long. Thiên Thành cũng thế, là một tướng sĩ trung thành, gần gũi với Lê Uy Long nhất, từ lâu anh đã vô cùng thần tượng vị Lê Soái lẫy lừng này. Nhìn thấy chân tay Uy Long không ngừng dỉ máu, anh là người căm hận hơn ai hết, vì vậy liền nhanh chóng dẫn đầu một nhóm binh sĩ hang hái tiến lên quét sạch kẻ thù. Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình nhận ra rằng tất cả những kẻ giáp tâm chạy trốn đều bị giết không toàn mạng, chúng kinh hoàng khôn cùng đành nằm bất động trên mặt đất. Chúng biết rõ không thể nào chạy thoát được trước hỏa lực mạnh như vậy chỉ cần bỏ chạy nhất định sẽ chết. Nếu không muốn chết vì chạy trốn mà may mắn trở thành tù nhân biết đâu chúng vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Võ Trung Hiếu, quân sư của bang hổ báo, vốn là một kẻ cáo già, quỷ quyệt, cũng đang nằm trên mặt đất giả vờ chết. Hai đại ca khác của bang hổ báo, Lưu Bảo Thục và ngụy An Khánh bị sức ép của đạn pháo ngất xỉu ngay tại chỗ. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng ngồi trên xe bọc thép, Họ bịt mắt không dám nhìn cảnh những đám quỷ khát máu vừa nãy chết thê thảm dưới họng súng của đoàn quân. Rốt cuộc họ chỉ là những người phụ nữ bình thường, chưa từng được chứng kiến cảnh tượng bi thảm như thế trong đời từ lúc sinh ra. Nhưng ánh Hạ thì khác, vốn là một nữ cảnh sát dạn dày kinh nghiệm, nên nhìn những cảnh này cô không hề sợ hãi, trái lại còn đặc biệt vui mừng. Những kẻ vô lương tâm này thực sự đáng chết, để chúng sống thì thực không công bằng so với những tội ác mà chúng đã gây ra. Lúc này số kẻ còn tiếp tục chạy trốn ngày càng ít và trận chiến đang dần đi tới hồi kết. Tay sai của Trương Minh Trí, kẻ đã tham gia vào vụ giết chết ông Dương Văn Đoàn, Trương Minh Phú đã bị bắn tan xác trong cuộc hỗn chiến. Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình nhìn trận chiến đã sắp kết thúc, thấy được thất bại ngay trước mắt, chúng biết rằng cơn ác mộng của chúng sẽ sớm bắt đầu. Chỉ một lát sau, không còn kẻ nào bỏ chạy và cũng không một ai còn chống trả. Trong thùng lũng ngạc na, máu chảy thành sông, xác chết ở khắp mọi nơi chất thành từng đống như những ngọn núi. Đội quân của Lưu Bảo Kim đã quét sạch hàng ngàn kẻ thù trong thung lũng Ngạc Na chỉ trong hơn 10 phút. Nếu không cần bắt sống những kẻ cầm đầu như lệnh của Lê Uy Long thì át hẳn không cần đến 10 phút, chỉ sau 3 phút nhóm người này cũng bị xóa sổ. Tạ Ngọc Liên, Trương Minh Nghị, Trương Minh Trí và Phan Hoài Lan ngồi bất động trên mặt đất, nhìn cảnh xác chết ngổn ngang, máu thịt bầy nhầy mà sợ đến nỗi gần như mất đi chi giác bọn chúng vẫn không hiểu tại sao đoàn quân hùng mạnh này lại đột nhiên xuất hiện ở đây giết người liệu có phải họ thực sự đang tập trận dừng bắn dọn dẹp chiến trường và bắt sống những kẻ cầm đầu lúc này lưu bảo kim hét to lệnh của lưu bảo kim vừa ban ra tất cả các khẩu súng trên xe và trong tay các binh sĩ đều ngừng bắn một lượng lớn quân nhân chạy lên dọn dẹp chiến trường thiên thành dẫn đầu một nhóm binh sĩ đi bắt sống hoàng minh yên và cao kim bình Võ Trung Hiếu đang nằm im giả vờ chết cũng bị các binh lính phát hiện và bắt sống. Lưu Bảo Thục và Ngụy An Khánh ngất xỉu vì sức ép của đạn pháo lúc này vừa hồi tỉnh, cũng bị bắt sống ngay lập tức. Ngoại trừ hai đại ca của bang hổ báo là Mặt Thẹo và Lương Tuấn Kỳ đã bị xe tăng nghiền nát, tất cả những kẻ Lê Uy Long yêu cầu đều bị bắt sống. Trong trận chiến ở thung lũng ngạc na này, cuối cùng Lê Uy Long đã quét sạch được ba thế lực tà ác của Trương Gia, bang hổ báo và Hoàng Minh Yên. Lúc này, Thiên Thành đã hộ tống Tạ Ngọc Liên, Trương Minh Nhị, Phan Hoài Lan, Trương Minh Trí, Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình, Võ Trung Hiếu, Lưu Bảo Thục và Ngụy An Khánh, những kẻ đã bị bắt sống tới trước mặt Lê Uy Long. Khi đám Tạ Ngọc Liên, Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình và những người khác được đưa đến trước Lê Uy Long, tất cả đều run lẩy bẩy chân tay. Quỳ xuống, Thiên Thành hét lớn và đá một đá vào chân lũ đầu sỏ. Ánh hạ nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao đám người này lại bị đưa đến trước mặt của Lê Uy Long? Lê Uy Long có phải là chỉ huy của quân đoàn này không? Được rồi, cô gái, bây giờ trận chiến đã kết thúc rồi, không còn gì để xem nữa. Hãy vào đây để chúng tôi tiếp tục điều trị vết thương cho cô. Lúc này, nữ quân y cất tiếng nói với ánh hạ khi cô vẫn đang chăm chú dõi theo những diễn biến ngoài hiện trường. Ngoài này thực sự rất thú vị, cô hãy cho tôi xem thêm một lúc nữa. Ánh hạ ngập ngừng trả lời. Không được, cô không thể tiếp tục đứng đó nữa. Vết thương trên đầu cô vẫn đang chảy máu, cô phải cầm máu ngay lập tức. Nữ bác sĩ quân y xuất sắng. Lệ Uy Long vừa phân phó ánh hạ cho cô, yêu cầu phải chữa khỏi nên cô không dám bỏ bê. Ánh hạ muốn tiếp tục quan sát nhưng đã bị mấy cô bác sĩ đưa trở lại vào trong chiếc xe quân sự. Chấm. Bây giờ chúng mày rơi vào tay tao rồi, chúng mày còn muốn nói gì nữa? Lệ Uy Long lạnh lùng hỏi, nhìn lũ tù nhân đang quỳ trước mặt lê uy long quân đoàn này đến từ đâu hoàng minh yên cố cứng cỏi lên tiếng hỏi từ chiến trường phía tây lê uy long trả lời rõng rạc từ chiến trường phía tây họ vượt qua ngàn dặm đường xa xôi như thế chỉ đến đây để giết người vô tội một cách bừa bãi sao hoàng minh yên cố gặng hỏi tiếp giết người vô tội một cách bừa bãi chúng mày coi thường luật pháp mất hết lương tâm làm vô số điều xấu xa bị ổi giết hại bao con người mà được coi là vô tội sao Bọn họ vừa giết người vô tội sao? Tao không đồng ý, tao muốn kháng cáo, ngay cả khi tao có tội, cũng không đến lượt mày kết án." Hoàng Minh Yên gân cổ lên nói to. "Hãy nhốt chúng lại và canh giữ cho cẩn thận, ngày mai tôi sẽ đưa chúng đến trước mộ của cha tôi để xử tử chúng." Lệ Uy Long không muốn nghe những lời vô nghĩa của Hoàng Minh Yên nữa nên hạ lệnh xuống. "Ngay lập tức lũ Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình, Võ Trung Hiếu và những kẻ khác bị các binh sĩ bắt giữ." Lê Uy Long, không phải cậu định xử tử chúng tôi chứ? Tạ Ngọc Liên sợ đến nỗi khuôn mặt của bà ta sám ngoét như cho, toàn thân run lên từng cơn như sốt rét. Tất cả những thành viên của Trương gia nếu không phải là bị bắt thì đã bị bắn chết từ lâu. Không lẽ gia đình họ Trương của bà ta thực sự bị phá hủy trong tay Lê Uy Long này sao? Tôi đã nói từ lâu rằng Trương gia của bà đã tận tay giết chết cha tôi và 7 ngày sau sẽ là ngày tôi ra tay quét sạch gia đình bà. Bây giờ bà còn đưa tôi tới đây, Hành hạ bạn bè và vợ tôi như thế, bà thực sự nghĩ rằng tôi đang đùa với bà sao?" Lê Uy Long nheo mắt, nhìn thẳng mặt Tạ Ngọc Liên mà nói. "Mày không thể xử tử chúng tao, mày không có quyền xử tử chúng tao. Con trai cả của tao Trương Minh Thành là bí thư thành ủy thành phố này, nếu mày dám đụng vào bất cứ ai trong gia đình họ Trương tao thì mày sẽ không thoát được khỏi tay con trai của tao đâu." Tạ Ngọc Liên vừa run rẩy vừa rít lên qua kẽ răng. "Thật sao? Vậy thì hãy chờ đến ngày mai." Tôi sẽ không chỉ xử tử cả nhà bà mà còn bắt cả con trai cả Trương Minh Thành của bà chôn cùng một mộ." Lê Uy Long gần từng tiếng. "Mày dám không? Mày có đủ khả năng để bắt được con trai của tao sao?" Tạ Ngọc Liên ngoan cố thách thức. "Ngày mai bà sẽ biết thôi, không phải vội." Lê Uy Long không muốn nói thêm với Tạ Ngọc Liên gì nữa. "Còn điều gì muốn nói, anh sẽ nói hết vào ngày mai trong buổi lễ phúng điếu cha anh." một nhóm binh sĩ kéo tạ ngọc liên và đám trương ra đi ra chỗ khác chu nhược mai ngô tường ninh và nguyễn tú hằng vừa chứng kiến một cơn mưa máu kinh hoàng cảnh tượng quá bi thảm họ vẫn ở trong chiếc xe bọc thép mà không dám bước xuống xe nhìn thấy đám tù nhân quỳ trước mặt lê uy long tất cả họ đều rất ngạc nhiên tuy nhiên vì đang ngồi trong chiếc xe bọc thép nên họ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của lê uy long với bọn chúng lưu bảo kim anh hãy gửi lệnh của tôi cho vũ hải cử ngay một đội binh tinh nhuệ đến bắt giữ Trương Minh Thành ngay trong đêm nay. Lê Uy Long nói với Lưu Bảo Kim. Tuân lệnh, Lưu Bảo Kim ngay lập tức đi chuyển lệnh của Lê Uy Long cho Vũ Hải, tổng chỉ huy chiến trường miền Nam. Trong trận chiến tối nay tại thung lũng Ngạc Na, đội quân ưu tú của Lê Uy Long đã quét sạch 5.000 lâu la bang hổ báo mà không hề có bất kỳ một thương vong nào. Ngoài sự tinh nhuệ và sức mạnh phi thường của đội quân, một lý do không kém phần quan trọng là bè lũ tay chân của chúng quá yếu, cộng với sự kinh hoàng tột độ làm chúng không thể chống đỡ nổi một đòn. Chương 118 một lưới bắt gọn cá. Đối mặt với một đội quân hùng mạnh như vậy thì dù chúng có kháng cự cũng vô ích và không thể tạo ra bất kỳ sát thương đáng kể nào. Đám thân tín của Hoàng Minh Yên cũng hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ trong trận chiến. Tất cả những kẻ đến thung lũng ngạc na tối nay đều không thể trốn thoát. Những kẻ bị thương nặng bị các binh sĩ tìm thấy khi đang dọn dẹp chiến trường đều được hưởng một phát súng ân huệ cuối cùng quả là một lưới bắt gọn cá. Toàn bộ bang hổ báo, trương gia, thân tín của Hoàng Minh Yên đều có mặt tại đây, tạo điều kiện cho Lê Uy Long tiêu diệt sạch sẽ chỉ trong 10 phút. Mặc dù toàn bộ quá trình diễn ra mẻ lưới có vẻ ly kỳ, nhưng thực tế đều kết thúc như mong đợi của Lê Uy Long. Trước đây Lê Uy Long đã nói với Thiên Thành rằng anh sẽ chơi một ván cờ lớn với ba lực lượng hắc ám của thành phố Quốc Hòa, một ván cờ nguy hiểm nhưng cuối cùng anh đã hoàn toàn lách qua khe cửa hiểm nguy để giành chiến thắng ba thế lực tàn ác trong thành phố quốc hòa đã bị xóa sổ bây giờ đã đến lúc tính sổ với ông lớn đằng sau chúng trương minh thành anh long anh bị thương khá nhiều vết thương trên chân anh vẫn còn chảy máu anh hãy để quân y cầm máu và điều trị thương tích cho anh thiên thành ôn tồn nói với lê uy long được rồi tôi biết cậu hãy sắp xếp cho binh lính xử lý chỗ xác chết này một cách thỏa đáng lê uy long nói vâng Thiên Thành trả lời đúng theo tác phong nhà binh và quay người đi làm nhiệm vụ. Lệ Uy Long không vội vàng đi cầm máu vết thương, thay vào đó, anh đến chiếc xe bọc thép Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Tú Hằng đang ngồi, mở cửa xe và nói với họ trận chiến kết thúc rồi. Nếu các cô ở trong mà thấy buồn chán thì có thể ra ngoài đi dạo vài vòng với tôi. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng gật đầu và ra khỏi xe. Nhìn những xác chết la liệt, những dòng suối máu chảy khắp mọi nơi trong thung lũng Ngạc Na, bọn họ quay đầu đi không dám nhìn thẳng. Lệ Uy Long, anh với quân đoàn này có mối quan hệ gì vậy? Tại sao họ lại đột ngột tới để giải cứu chúng ta? Chu Nhược Mai tò mò hỏi. Đây là sư đoàn tôi tham gia lần trước khi chiến đấu ở chiến trường miền Tây. Biết tôi đang gặp nguy hiểm nên họ đến để giải cứu. Lệ Uy Long ngập ngừng nói, anh quyết định vẫn nên bảo mật danh tính của mình trong thời gian trước mắt họ ở tận chiến trường phía tây thì làm sao họ có thể đến nhanh như vậy chu nhược mai hỏi lại họ nghe tin cha tôi bị giết bởi những kẻ này nên họ muốn đến để trả thù cho bố tôi vì vậy họ đã đóng quân bên ngoài thành phố từ lâu lê uy long cố gắng tìm một cái cớ cho hợp tình hợp lý để trả thù cho cha anh họ thực sự đã huy động chừng ấy con người và phương tiện đi cả một quãng đường xa đến thế sao dĩ nhiên chu nhược mai sẽ không tin lời lê uy long hoàn toàn mặc dù không nằm trong quân đội, cô cũng biết không thể nào huy động ngay lập tức một đội quân vừa tinh nhuệ vừa hùng hậu đến thế. Lệ Uy Long toát mồ hôi hột, có vẻ nói dối không phải là sở trường của anh, hơn nữa một lời nói dối tốn của anh nhiều sức lực quá. ắt phải bằng cả 10.000 lời nói thật dồn lại. Có lẽ đoàn quân của chúng tôi có lòng trung thành rất lớn. Và lại bây giờ không có chiến tranh trên chiến trường phía Tây nên họ có thể ở đây nhanh chóng như vậy lê uy long cố gắng duy trì để đứng vững trước đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu của người vợ mà anh rất mực yêu thương dù không thể thể hiện thành lời chu nhược mai nhìn lê uy long bằng một vẻ mặt hết sức ngây thơ và lương thiệt rồi hỏi có phải vì anh biết có đội quân này chờ sẵn bên ngoài thành phố nên anh luôn tự tin nói rằng anh sẽ không sao khi bắt buộc phải giết người không à ừm đúng vậy em rất thông minh lê uy long chiều miến nhìn vợ mình khen ngợi vậy với những người vừa bị bắt đi anh dự định làm gì với họ chu nhược mai hỏi lại bây giờ em đừng vội quan tâm tới vấn đề này ngày mai em sẽ biết vết thương ở chân tôi vẫn đang chảy máu nên nên tôi sẽ đến chỗ những bác sĩ quân y để họ cầm máu đã không thể tiếp tục đối diện với chu nhược mai nhiều như vậy trong lúc này nên lê uy long vội chuyển chủ đề anh vội vã tiến về phía các bác sĩ quân y nhớ đến ánh hạ đã vì cứu mọi người mà bị thương nặng chu nhược mai Mộ Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng cùng đi tìm cô. Phú Hải nhận lệnh hỏa tốc từ Lê Uy Long liền ngay lập tức phái một đội quân tinh nhuệ đến bắt giữ Trương Minh Thành. Khi Chu Nhược Mai, Mộ Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng đến chỗ chiếc xe quân sự, ánh hạ đã được các nữ quân y băng bó xong các vết thương. Ngoại trừ cú đánh mạnh vào đầu, các vết thương khác trên cơ thể ánh hạ đều là những thương tổn phần mềm, không có gì đáng ngại. Tuy nhiên bị mất máu quá nhiều nên cơ thể cô còn yếu. Đội trưởng Ánh Hạ, cô thực sự vô cùng can đảm chúng tôi không biết nói gì để cảm ơn cô vì đã dũng cảm cứu chúng tôi như thế chu nhược mai nói một cách chân thành mắt dưng dưng lệ không có gì bảo vệ mọi người cũng là nhiệm vụ của tôi ánh hạ nói đại úy ánh hạ cô là nữ cảnh sát đẹp nhất giỏi nhất và dũng cảm nhất tôi từng thấy cảnh mình cô khổ chiến với cả ngàn người vừa nãy thật sự là vô song nguyễn tú hằng thốt lên là một tiểu thuyết gia nên cô biết cách ăn nói hơn hẳn Chu Nhược Mai. Tuy nhiên mọi lời của cô nói với ánh hạ đều rất chân thành. Cảm ơn, ánh hạ khiêm tốn nói. Đội trưởng ánh hạ, nếu không phải lúc nãy cô đã đến kịp thì chúng tôi sẽ không biết đã thê thảm tới mức nào. Cảm ơn cô rất nhiều, Ngô Tường Ninh cũng nói. Các cô không cần phải cảm thấy áy náy hay biết ơn như thế. Các cô bị bắt đi như thế, bản thân tôi là một cảnh sát, dĩ nhiên là tôi phải đến cứu mọi người rồi ánh hạ hết sức khiêm nhường. Những vết thương của cô giờ thế nào? Chu Nhược Mai lo lắng. Không sao đâu, chỉ là chấn thương ngoài ra thôi. Ánh hạ khoát tay. Trời, nhìn cả người cô toàn máu là máu, chúng tôi sợ chết khiếp. Chu Nhược Mai kêu lên. Trong lúc mấy người phụ nữ trò chuyện với nhau, Lệ Huy Long cũng đang điều trị vết thương trong một chiếc xe khác. Trình độ của các bác sĩ quân đội này cao hơn nhiều so với các bác sĩ trong bệnh viện. Các loại thuốc họ sử dụng cũng là những loại tốt nhất. Chốc lát sau, vết thương của Lệ Uy Long đã được cầm máu và băng bó xong xuôi. Anh đến chỗ các cô gái và bảo: "Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta hãy về thôi." "Được, nhưng giờ không có xe hơi, làm sao chúng ta có thể về đây?" Chu Nhược Mai nhìn ra bên ngoài lo lắng. Lệ Uy Long định phái một chiếc xe bọc thép để đưa mọi người về nhưng chợt cảm thấy quá phô trương nên anh nói với Ánh Hạ: "Đội trưởng Ánh Hạ, Cô có thể cho chúng tôi về bằng xe của cô không? Tất nhiên là được, nhưng tôi đang bị thương thế này, tôi không thể lái xe." Ánh Hạ giơ cánh tay băng trắng lên nói. "Tất nhiên cô không cần lái xe, để tôi lái." Lê Uy Long nói. "Cũng được, vậy anh xem có thể nhờ ai đó giúp lật xe của tôi lên xem nó có còn chạy được nữa không đã." Ánh Hạ chỉ về phía chiếc xe mà lúc nãy đã bị đám đông hò nhau lật xuống. "Không thành vấn đề, các cô đợi ở đây một lát." tôi sẽ nhờ người ngay. Lệ Uy Long nói xong liền quay người đi về phía thiên thành. Chu Nhược Mai, Ánh Hạ, một Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng đứng đợi tại chỗ. Cậu giúp tôi lật chiếc xe đó lại. Lệ Uy Long chỉ vào chiếc xe bị lật của Ánh Hạ và nói với Thiên Thành. Được, anh Long, Thiên Thành ngay lập tức bước tới chiếc xe, dùng hai tay đỡ lấy và đẩy mạnh. Chiếc xe được lật lại ngay lập tức. Chu Nhược Mai, Ánh Hạ, Một Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng xứng người thiên thành này có một sức khỏe phi thường như thế, mà anh ta lại có thể là một chiến binh giả được sao? Ánh hạ nghi ngờ nói. Tôi thì cho chuyện người ta nói là thật, vì nếu anh ta là một vị tướng thực sự của quân đội Đại Long sao lại có thể tuân lệnh chồng tôi giam giáp như thế được? Chu Nhược Mai ngẫm nghĩ. Biết đâu cấp bậc của chồng cô lại cao hơn thiên thành. Ánh hạ suy đoán. Sao, ý cô là chồng tôi có thể là cấp trên của thiên thành sao? Chu Nhược Mai vô cùng ngạc nhiên. Tôi không biết, tôi chỉ đoán thôi." Ánh Hạ ngập ngừng nói. Lưu Bảo Kim thấy Lê Uy Long yêu cầu Thiên Thành lật xe của Ánh Hạ lên, ông ta liền bước tới và hỏi, "Soái tướng, anh có quay về luôn không?" Chương 119 rời khỏi địa ngục Trần Gian. Sau khi các anh xử lý xong mấy cái xác ở đây, hãy tìm một nơi nào đó an toàn để đóng quân và sáng mai dẫn toàn bộ sư đoàn tới tham dự lễ tưởng niệm của cha tôi." Lê Uy Long nói. "Vâng." lưu bảo kim và thiên thành đồng thanh nói thiên thành anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ tưởng niệm chưa lê uy long hỏi lại thiên thành ôi anh không cần phải lo lắng về chuyện đó dĩ nhiên là em đã chuẩn bị chu toàn rồi thiên thành nói vậy thì tốt tối nay chúng ta phải canh giữ cẩn thận đám người trương ra cùng với hoàng minh yên cao kim bình và những người khác để đảm bảo có thể đưa chúng đến mộ của cha tôi vào ngày mai để tạ lỗi lê uy long nói soái tướng anh đừng lo lắng, những người này đã nằm trong tay chúng ta, cho dù chúng có mọc cánh cũng không thể bay đi đâu được. Lưu Bảo Kim nói. Được rồi, mà buổi lễ tưởng niệm ngày mai, hãy nhớ đừng gọi tôi là soái tướng, giống như Thiên Thành, cứ gọi tôi là Uy Long cũng được. Nhớ phải thông báo chuyện này với cả những người lính khác nữa. Bảo tất cả họ cứ gọi tên tôi là được. Đừng quá khách sáo vào ngày mai. Lệ Uy Long lo lắng nói. Ơ, ờ, nhưng tại sao vậy? lưu bảo kim bối rối hỏi bởi vì tôi muốn mọi người không biết được danh tính thật của mình lê uy long nói vâng tôi hiểu rồi chúng tôi sẽ ghi nhớ lưu bảo kim nghiêm nghị nói sau khi căn dặn mọi việc xong xuôi lê uy long ngồi vào xe của ánh hạ và kiểm tra thử nó một lúc thấy rằng nó không bị hỏng vì vậy anh lái chiếc xe này về phía vợ mình và các cô gái lê uy long anh cũng đang bị thương hay là để tôi lái nó cho chu nhược mai nói không sao vết thương nhỏ này không là gì với tôi mọi người lên xe đi lê uy long mỉm cười nói chu nhược mai nhìn anh tin cẩn và sau đó tất cả những cô gái đều lần lượt lên xe cuối cùng lê uy long đã đưa họ ra khỏi khu thung lũng ngạc na đáng sợ kia sau khi rời thung lũng ngạc na các cô gái đều bồi hồi nhớ lại trải nghiệm về cuộc chiến lúc nãy và họ cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng Thật may mắn vì cuối cùng cơn ác mộng đó cũng đã kết thúc. Họ chưa bao giờ phải trải qua một cuộc phiêu lưu nguy hiểm như vậy, chưa bao giờ thấy một trận chiến lớn đến thế và chưa bao giờ phải chứng kiến những cảnh tượng kinh dị bi thảm như vậy. Những xác chết rải rác trên khắp khu đất trống giữa thung lũng, nhiều chỗ chất cao như núi, máu chảy lênh láng thành sông với mùi tanh nồng khủng khiếp. Đó thực sự là một trải nghiệm quá đỗi kinh hoàng. Mặc dù Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đã từng thấy Lê Uy Long giết rất nhiều người trước đó, nhưng những cảnh đó không là gì so với cảnh tượng hãi hùng trong thung lũng ngạc na tối nay đội trưởng ánh hạ vết thương của cô đã ổn chưa lê uy long hỏi trên con đường gồ ghề ra khỏi thung lũng ngoại trừ việc mất máu quá nhiều và một số vết thương phải khâu thì cũng không có gì quá nghiêm trọng ánh hạ nói vậy à nếu không có gì nghiêm trọng tôi muốn mời cô đến tham dự lễ tưởng niệm cha tôi vào ngày mai cô có rảnh không lê uy long hỏi sự thể hiện của ánh hạ tối nay khiến anh rất ngưỡng mộ vì vậy anh quyết định mời cô đến dự lễ tưởng niệm cha mình sao anh sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho cha mình ư ánh hạ ngạc nhiên hỏi lại đúng vậy lúc nãy ở thung lũng ngạc na chắc cô cũng đã nghe hoàng minh yên trương minh trí và những kẻ khác nói rằng cha tôi đã phải chết như thế nào rồi đấy lúc đó tôi vẫn đang chiến đấu ở phía tây kể cả khi ông ấy chết tôi cũng không thể ở bên đưa tiến Ông ấy đã chết một cách quá cô độc và đau đớn, vì vậy tôi muốn tổ chức một buổi tưởng niệm lớn cho ông ấy để linh hồn ông được an nghỉ." Lê Uy Long nói. "Ra là vậy, chuyện này tôi quả thực cũng đã nghe qua. Cha anh thực sự là một anh hùng, tôi rất ngưỡng mộ tinh thần quả cảm của ông ấy. Nhất định tôi sẽ đến buổi lễ ngày mai." Ánh Hạ nói. "Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cô." Lê Uy Long mỉm cười. "Thế, anh có kế hoạch gì cho lễ tưởng niệm này chưa?" Ánh Hạ tò mò hỏi cô và tất cả mọi người sẽ biết vào ngày mai. Lệ Uy Long đáp gọn lỏn, anh không muốn tiết lộ quá nhiều vào lúc này. Bỗng nhiên, Chu Nhược Mai nói, đội trưởng ánh hạ, nếu cô đã đồng ý đến tham dự lễ tưởng niệm này vào ngày mai, thì hay là cô hãy ở lại nhà tôi tối nay, như vậy thì chúng ta sẽ có thể đi cùng nhau luôn vào ngày mai. Ấy, như vậy không tiện đâu, đó là nhà của vợ chồng cô mà. Ánh hạ có một chút xấu hổ nghĩ tới chuyện này, cô không phải người thích làm phiền người khác không sao đâu mà, nhà tôi có rất nhiều phòng trống, cô chỉ đến đó một đêm thôi. Cô đang bị thương thế này, sẽ rất bất tiện khi phải về nhà một mình. Chu Nhược Mai nài nỉ. Phải đấy, cô có thể ở lại nhà tôi một đêm, như vậy là tiện cả đôi đường. Lê Uy Long cũng nói. Thấy Lê Uy Long và Chu Nhược Mai năn nỉ mãi, ánh hạ cũng không đành lòng từ chối. Vì vậy cô nói, được rồi được rồi, vậy thì tôi sẽ ở nhà hai người một đêm vậy. Giám đốc Ngô, tất cả chúng ta đã cùng nhau trải qua một cuộc chiến sinh từ tối nay, ai cũng bị dọa sợ chết khiếp rồi. Nếu cô cũng cảm thấy sợ khi phải trở về nhà một mình thì hãy ở lại nhà tôi một đêm. Chu Nhược Mai nói thêm với Ngô Tường Ninh. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô. Ngô Tường Ninh thực sự đã rất sợ hãi tối nay, và cô không dám về nhà một mình, vì vậy cô sẵn sàng đồng ý. Hơn nữa, dù sao cô cũng sẽ tham dự lễ tưởng niệm của ông Dương Văn Đoàn vào ngày mai, lúc nãy lê uy long đã mời cô sau khi trở về căn biệt thự trên đồi mây chu nhược mai đã cẩn thận sắp xếp một phòng cho ánh hạ và ngô tường ninh để họ có thể ngủ chung trong một phòng nguyễn tú hằng tiếp tục ngủ cùng với chu nhược mai tuy nhiên tú hằng là một tác giả rất tận tâm sau khi trở về phòng cô lập tức quay trở lại với chiếc máy tính và viết thêm hai tiếng nữa cho hoàn thành nhiệm vụ cập nhật của ngày hôm nay trước khi đi ngủ chấm cùng lúc này tại văn phòng bí thư thành ủy thành phố Quốc Hòa. Trương Minh Thành nhìn lên đồng hồ và thấy rằng đã gần sáng sớm. Ông ước CCCH từng lúc này hẳn là Lê Uy Long đã bị giết, vì vậy ông ta đã gọi ngay cho tạ Ngọc Liên để hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, sau khi cuộc gọi được thực hiện, không hề có phản hồi nào từ tạ Ngọc Liên. Trương Minh Thành gọi lại cho em trai mình là Trương Minh Nghị và thấy rằng cuộc gọi cũng không thành công. Trong lòng ông ta cảm thấy rất kỳ lạ, Tại sao tất cả tín hiệu cuộc gọi đều bị tắt? Nghi vấn về điều này, ông ta liền gọi cho các thành viên khác trong gia đình họ Trương và thấy rằng điện thoại của mọi người đều không có phản hồi. Lúc này, Trương Minh Thành bỗng có một linh cảm không lành, tại sao tất cả bọn họ đều không bắt máy? Là do họ đã không bật nó lên hay không thể bật được nó? Không cách nào lý giải được, ông ta gọi lại cho Hoàng Minh Yên, rồi nhanh chóng nhận ra rằng ngay cả điện thoại di động của Hoàng Minh Yên cũng tắt ngúm. Tình huống bất thường này chưa từng xảy ra trước đây, nếu không có lý do gì đặc biệt, cả gia đình không thể tắt điện thoại di động cùng lúc thế được. Một linh cảm đáng ngại trào đến trong trái tim ông ta. Ngay sau đó, Trương Minh Thành lập tức gọi tới sở cảnh sát để hỏi họ xem có bất kỳ sự việc kỳ lạ gì xảy ra ở trong địa bàn thành phố tối nay không. Xin chào, có chuyện gì vậy? Một viên cảnh sát trực điện thoại nhanh chóng bắt máy. Là tôi, bí thư thành ủy Trương Minh Thành đây. Ông ta nói, Hóa ra là Trương, Bí thư Thành ủy Trương Minh Thành, vừa nghe thấy cái tên này, viên cảnh sát chợt cảm thấy sợ hãi và những lời nói của anh ta trở nên run rẩy. Tại sao tôi lại không gọi được cho Hoàng Minh Yên, ông ta không mang điện thoại à? Trương Minh Thành lập tức đi vào vấn đề chính. À vâng, điện thoại di động của giám đốc Hoàng không có tín hiệu vào tối nay nên cả chúng tôi cũng không gọi được, viên cảnh sát nói. Vậy sao? Thế, tối nay trong thành phố có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? nghe tới đây trương minh thành đã nhận ra tình hình không ổn chút nào nên anh ngập ngừng hỏi đúng là có tối nay ở trong thành phố không thực ra là ngay trước trụ sở cảnh sát này đã xảy ra chuyện kỳ lạ nhất tôi từng thấy từ khi theo nghề đến nay người cảnh sát nói sốt cuộc là chuyện gì vậy trương minh thành cau mày sốt ruột hỏi chuyện là tối nay một sư đoàn hùng hậu được trang bị vũ khí hết sức tối tân không rõ nguồn gốc từ đâu đã tiến công dữ dội vào thành phố quốc hòa và bao vây sở cảnh sát viên cảnh sát nói nhớ lại cảnh cả đội cảnh sát vừa bị quân đoàn bao vây anh ta vẫn còn hơi sợ một đội quân không rõ nguồn gốc tiến công vào thành phố trương minh thành rất sốc khi nghe tin này liền hỏi lại một cách lo lắng tại sao đội quân này lại bao vây sở cảnh sát cậu có biết không là người đứng ở một vị trí cao trong ban lãnh đạo thành phố trương minh thành khá nhạy cảm với những sự bất thường này đặc biệt là vào thời điểm gia đình họ trương của ông ta cùng với hoàng minh yên và băng hổ báo hợp lực để đối phó với lê uy long tối nay việc cả một quân đoàn tiến vào thành phố khiến ông ta thực sự cảm thấy lo lắng họ đến để truy hỏi về nơi chủ tịch hoàng bắt lê uy long đến viên cảnh sát cũng trình bày chân thực mọi việc cái gì Bọn họ muốn tìm vị trí của Hoàng Minh Yên và Lệ Uy Long ư? Trương Minh Thành kinh ngạc hét lên, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra đầm đìa. Chương 120 Trương Minh Thành trốn chạy. Vâng, và họ đã tìm thấy rồi, họ phát hiện ra Lệ Uy Long đã bị đưa đến Thung Lũng Ngạc Na chỉ trong một vài phút. Viên cảnh sát nói. Sau đó thì sao? Trương Minh Thành cảm thấy sự việc đang ngày càng nghiêm trọng. Sau đó, sư đoàn này đã đi thẳng đến Thung Lũng Ngạc Na đó nghe tới đây trương minh thành bỗng run rẩy khắp người tay anh ta lập cập làm cho chiếc điện thoại rơi ngay xuống đất ông trương ông ổn chứ viên cảnh sát hoảng hốt hỏi khi nghe tiếng điện thoại rơi kịch xuống đất lúc này trương minh thành không còn tâm trạng để nói chuyện với anh ta ông ta lặng lẽ cúi xuống nhấc điện thoại lên và cúp máy trương minh thành biết rằng kế hoạch hành quyết lê uy long của hoàng minh yên được thực hiện tại thung lũng ngạc na tối nay không chỉ trương gia của ông ta mà rất nhiều người thân cận của Hoàng Minh Yên trong sở cảnh sát và toàn bộ lực lượng băng hổ báo đã cùng đến đó đối phó với Lê Uy Long. Vậy mà một quân đoàn không rõ gốc gác từ đâu đã lao vào thành phố để bao vây sở cảnh sát và lần theo dấu vết của Lê Uy Long rồi nhanh chóng kéo đến Thung Lũng Ngạc Na này. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ chắc chắn đến là để giải cứu Lê Uy Long kia. Đồng thời, ông ta chợt có ý nghĩ rằng Lê Uy Long hoàn toàn không phải là một nhân vật đơn giản. Làm sao mà một người bình thường có thể khiến cả một quân đoàn được trang bị hùng hậu xông vào thành phố ứng cứu chứ? Lệ Uy Long chắc chắn không phải là một quân nhân bình thường như anh ta vẫn nói, mà phải là một nhân vật có vị thế lớn nên mới có thể huy động quân đội vào thành phố chỉ với một mệnh lệnh. Thân là một bí thư thành ủy, giá mà ông ta có thể hiểu được điều này sớm hơn thì đã không phải loay hoay thế này. Lúc này, điện thoại di động của tất cả thành viên Trương gia và Hoàng Minh Yên đều đã bị tắt chứng tỏ có điều gì đó không may đã xảy ra với họ nếu thực sự có chuyện gì đó xảy ra chắc chắn họ sẽ buộc phải khai ra kẻ chủ mưu đứng phía sau trương minh trí là một người khôn ngoan và giảo hoạt ông ta tự biết rằng mình đã gây ra một đại thảm họa và những điều xui xẻo chắc chắn sẽ xảy đến với ông ta dám xúc phạm đến một người có thể huy động cả quân đoàn đây thực sự không phải là một tội nhỏ đừng nói đến việc bị bắt có khi chính mạng sống của ông ta lúc này cũng khó giữ lần này trương minh thành quả thực đã gây ra một thảm kịch nghiêm trọng ông ta không muốn ngồi yên chờ chết nên quyết định sẽ bỏ trốn ngay trong đêm tuy nhiên thường thì sẽ không có chuyến bay nào vào giờ sáng sớm như thế này ông ta có thể trốn đi đâu sau khi suy nghĩ rất lâu về chuyện này trương minh thành quyết định chạy đến đại sứ quán đông quốc để trốn tạm ông ta vốn có một mối quan hệ chặt chẽ với ban lãnh sự đông quốc bây giờ dù đã gây ra một thảm họa ông ta vẫn có thể nương nhờ họ Trường nào có thể đến được đại sứ quán đó, ông ta coi như đã ở trong lãnh thổ Đông Quốc. Quân đội Đại Long sẽ không thể làm gì họ. Nghĩ vậy, Trương Minh Thành vội vã chuẩn bị tiền bạc và một số đồ đạc cũng như tài liệu quan trọng, và lập tức lái xe đến lãnh sự quán Đông Quốc ở gần khu trung tâm thành phố. Chấm. Vào lúc 2 giờ sáng, điện thoại di động của Lê Uy Long đột nhiên reo lên. Anh liếc nhìn vào màn hình điện thoại và thấy rằng đó là cuộc gọi từ căn cứ phía Nam liền vội vã choàng dậy trả lời ngay lập tức lê soái là tôi vũ hải đây giọng nói của vũ hải vang lên qua điện thoại có chuyện gì mà anh gọi tôi muộn vậy lê uy long ngạc nhiên hỏi đám người trương gia và băng hổ báo đã khai ra người đứng sau mọi chuyện là trương minh thành bí thư thành ủy thành phố quốc hòa nhưng chúng tôi lại vừa nhận được tin hắn ta đã bỏ trốn ngay sau khi biết chuyện vũ hải nói ông ta định trốn đi đâu lê uy long hỏi theo thông tin điều tra thì đã trốn đến Đại sứ quán Đông Quốc, Vũ Hải nói. Anh ta cũng chỉ vừa nhận được tin này, việc này liên quan đến Đại sứ quán nên vô cùng nghiêm trọng và ngoài sức tưởng tượng của Vũ Hải, vậy nên anh ta mới phải gọi Lê Uy Long lúc đêm hôm như thế này. Cái gì, lão ta thực sự đã chạy trốn đến Đại sứ quán sao? Lê Uy Long có một chút ngạc nhiên, chẳng lẽ giữa bọn họ có quan hệ mở ám gì đó? Phải, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lê Soái, Xin hãy ra chỉ thị." Vũ Hải lo lắng hỏi, "Anh ta không dám tự ý ra quyết định hành động đối với vấn đề này, chỉ có thể hỏi Lê Uy Long và để cho anh xử lý tất cả." Đường Đường là lãnh đạo một thành phố, vậy mà Trương Minh Thành này lại trốn đến lãnh sự quán quốc gia khác. Đây thực sự không khác gì tội phản nghịch, bôi nhọ danh dự của nước ta. Hãy để cho sư đoàn tinh nhuệ của anh bao vây đại sứ quán đông quốc ngay lập tức, phải đảm bảo rằng họ sẽ giao nộp tên phản bội Trương Minh Thành. Lê Uy Long giận dữ ra lệnh. Lê Soái bao vệ đại sứ quán thì có vẻ hơi nghiêm trọng. E là sẽ gây bất hòa dẫn đến chiến tranh giữa hai nước. Vũ Hải lo lắng nói. Anh sợ cái gì chứ? Chúng ta là một quốc gia lớn với những con người vĩ đại và các chiến binh mạnh mẽ. Đông Quốc sẽ không dám gây chiến với chúng ta đâu. Hãy tiếp tục làm như tôi đã nói, chúng ta nhất định phải bắt bằng được tên phản tạc Trương Minh Thành. Lê Uy Long nhấn mạnh lời nói của mình. Vâng, Tôi hiểu rồi, Phú Hải không dám nhiều lời thêm nữa, chỉ đành thực hiện ngay mệnh lệnh của Lê Uy Long. Chấm. Tại Đại sứ quán Đông Quốc. Đại diện ban lãnh sự của Đại sứ quán thấy bí thư thành ủy quốc Hòa Trương Minh Thành đột nhiên hớt hải chạy đến, ông ta rất ngạc nhiên và đã ra gặp riêng hắn ta. Tôi biết rất nhiều bí mật của đất nước này, cũng đã mang một số thông tin tuyệt mật đến đây. Chỉ cần các người có thể đảm bảo an toàn cho tôi và đưa tôi đến Đông Quốc bình an vô sự, Tôi sẵn sàng cung cấp ngay cho Đông Quốc tất cả những thông tin này." Trương Minh Thành vừa thở hổn hển vừa nói. "Được, đừng quá lo lắng, ông Trương, bây giờ ông đã vào trong đại sứ quán Đông Quốc rồi, tôi đảm bảo sẽ không có bất cứ ai có thể gây phương hại đến ông. Bây giờ ông đã an toàn, có thể cho chúng tôi xem qua một số thông tin ông mang đến không?" Đại diện đại sứ quán nói. "Không được, chỉ sau khi đến được Đông Quốc an toàn, tôi mới có thể cung cấp những thông tin và bí mật mà tôi biết." đã leo được lên chữ bí thư thành ủy dĩ nhiên trương minh thành không phải kẻ ngu ngốc trước khi có thể đến đông quốc an toàn ông ta tuyệt đối sẽ không bàn giao những thông tin này trong lòng trương minh nghị cũng không hoàn toàn tin tưởng đại diện đại sứ quán ông ta lo rằng người này sẽ qua cầu rút ván sau khi có được thông tin và sẽ không cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn của mình được vậy hãy đợi đến khi ông đến đông quốc vậy tôi sẽ sắp xếp để ông được đưa đến đó một cách bí mật. Người đại diện không hề tỏ ý ép buộc, ông ta biết dù sao thì Trương Minh Thành cũng phải sớm trao ra nó. Ông ta cũng tin rằng Trương Minh Trí, với tư cách là bí thư thành ủy quốc hòa, hẳn phải nắm giữ một số thông tin bí mật về đất nước này. Một người có giá trị như vậy dĩ nhiên phải được bảo vệ cẩn thận. Lúc này, đột nhiên một người bảo vệ chạy sộc vào trong hoảng loạn. Chủ tịch, không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Người bảo vệ vừa thở dốc vừa nói trong hoảng loạn. Có chuyện gì mà trông cậu hoảng hốt quá vậy? Làm mất hết phong thái của Đông quốc chúng ta rồi." Chủ tịch đại sứ quán giận dữ nói. Trước mặt Trương Minh Thành, sự xuất hiện của một người bảo vệ hoảng loạn hèn nhát như vậy khiến ông ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. "Chủ tịch, một sư đoàn binh sĩ được trang bị hùng hậu không hiểu từ đâu kéo đến đang bao vây toàn bộ đại sứ quán của chúng ta." Người bảo vệ hớt hải nói. "Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy?" Chủ tịch đại sứ quán cũng ngạc nhiên không kém khi nghe điều này vừa hay tin, Trương Minh Thành bỗng chốc trở nên run rẩy. Chẳng lẽ Lê Uy Long dám đưa cả đoàn quân đến đây thật sao? Phải, nếu ngài không tin tôi, ngài có thể nhìn qua cửa sổ ấy. Người bảo vệ nói, mồ hôi đầm đìa trên mặt và cổ. Vị chủ tịch và Trương Minh Thành nhanh chóng bước đến bên cửa sổ và gión rén nhìn xuống. Và khuôn mặt họ đột nhiên biến sắc vì sợ hãi và mồ hôi bắt đầu toát ra. Dưới sân khu lãnh sự lúc này là vô số xe tăng, xe bọc thép đã bao vây quanh đồn, xung quanh là cả đoàn quân tinh nhuệ với đạn dược trạng bị đến tận răng. Yêu cầu lãnh sự Đông Quốc mau bàn giao tên phản bội Trương Minh Thành. Bàn giao tên phản bội Trương Minh Thành. Bàn giao tên phản bội Trương Minh Thành. Tất cả những người lính bên dưới đều đồng thanh hô to xung quanh đại sứ quán, làm rung chuyển cả bầu trời. Trương Minh Thành đột nhiên tái nhợt vì sợ hãi, đôi chân run rẩy không đứng vững nổi, và ông ta nói với giọng run run, chủ tịch, ông tuyệt đối đừng giao nộp tôi tôi có thể giúp đỡ rất nhiều cho đông quốc mặc dù chính chủ tịch lãnh sự quán cũng bị bất ngờ và kinh hoàng trước quân đoàn vừa rồi nhưng ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại và an ủi tôi biết rồi ông trương ông không cần hoảng sợ họ chỉ đang cố làm nhụt trí ông thôi mọi chuyện sẽ ổn thôi nó sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng lần này có vẻ như bọn họ sẽ làm thật đấy trương minh thành run rẩy nói làm thật ông đang đùa tôi à Bọn họ còn lâu mới dám gây sự với Đông Quốc chúng tôi. Cho dù có 100 lá gan, họ cũng không dám đâu. Còn nếu họ thực sự dám ra tay, coi như đã cố tình gây chiến với chúng tôi. Làm sao họ dám chứ? Chủ tịch lãnh sự quán nói một cách khinh bỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 120.